chị mà còn 49 là chị không thể chịu được. Máy chị còn 57. Chị không thể chịu được. Chị không biết được cái tính chị để xăng thì đấy, không để xăng thì không bao giờ chị cho nó đến phách đỏ. Cô đã vang. Em cứ em buồn thích, em cũng không thích tính chị cứ hiểu sao mà chồng chị nhá. Hai vợ chồng khác hẳn nhau. Ông phải đi cho bằng hết. Đến vạch đỏ rồi, hết vạch đỏ rồi vẫn còn nhiều khi đầy. Hết còn 1% tiền hơn. Đó mấy năm mới bộ đây. Em chứ 7 mấy em chạp rồi. Đó mà 7 mấy là thương rồi. Không phải, chị điện thoại chị đấy 7 mấy triệu đi sáng rồi. Đến lúc mình cần ấy. Nhỡ mày mình cần thì sao? 7 mấy là sao? 2 mấy, 10 mấy, cuối cùng mấy phần trăm. Cái tính chị là 12 rồi, xem rồi, xem rồi. Các chị hôm nay bồng bềnh lắm. Sạch nó khác. Chị sợ tóc. Sạch nó khác. Không hôm nay em giật đấy. Đâu? Đây đây, giật mỏng thôi. Nhìn thấy rồi, lúc nãy cũng buộc nhìn thấy rồi. Đây. Mỏng thôi. À, chào bạn Thúy Phùng ạ. Mình chào bạn Thúy Phùng nhá. Mà biết nào đấy nhỉ? Em chào 17, 16 người đang xem ạ. Mọi người ơi vào xem like của em đi ạ. Tắt đi, tắt âm đi nào. 21 người đang xem rồi ạ. À. Em chào mọi người nhá. Hôm nay chào chị Phương Phương nhá. Hôm nay sao em lại có mini game nữa đây ạ. À. Mọi người vào xem live và chia sẻ livestream của bên em đi ạ. À. Vào xem live và chia sẻ livestream của bên em mọi người nhá. Lại có mini game nhỏ cho mọi người xem đi ạ. À. Ai đang xem live cho em xin một chấm để em biết mọi người đang xem live của em đúng không ạ? Ai đang xem cho em xin một chấm nhá. Chấm cho em xin một chấm để em biết mọi người đang xem live của em ạ. À. 18 người đang xem rồi đấy ạ. À, mọi người ơi vào xem live và chia sẻ livestream của em đi ạ. 23 người đang xem rồi ạ. Hero Chihiro. Em chào chị Chihiro nhá. Mọi người đang xem live cho em xin một chấm để em biết mọi người đang xem live của em đúng không ạ? Để em biết cho để lượt tương tác nhiều hơn đi ạ. 27 người đang xem rồi ạ. Mọi người đang xem chấm nhân xin một chấm được không ạ? À? Để em biết mọi người đang xem live của em. Em đang live ở cơ sở 195 phố Huế của shop Bun Tokyo nhá. Mọi người muốn xem gì thì cứ comment bên dưới đi ạ. Em sẽ có hôm nay lại có mini game nhỏ cho mọi người nữa nhá. Sẽ vừa chơi mini game và vừa bán hàng luôn ạ. Hàng giới thiệu hôm nay là áo phông nhá. Hôm nay shop em sẽ giới thiệu áo phông cho mọi người, chỉ chuyên về áo phông thôi. Hôm nay sẽ giới thiệu về áo phông. Rất nhiều áo phông luôn ạ. À, em chào chị Thúy Nguyễn nhá. Cảm ơn chị đã xem livestream của em ạ. À. Ai đang xem thì chấm một chấm bên dưới giúp em được không nhỉ? Các chị ơi, đang xem chấm một chấm bên dưới giúp em nhá. Có chân máy bò rách không ạ? À? À chị Nguyễn Vân ơi, em có rất nhiều nhá. Rất nhiều chân máy bò. Chân máy bò rách em cực nhiều luôn. Chị muốn xem màu gì ạ? À, màu xanh bên em hầu như là big big. Dạ. Lo cái cam đi. Mờ lắm ạ. Được chưa? À khi nào thì chơi này bạn ạ? À? Chị ơi lên 50 người đi ạ. Lên 50 người em lại chơi mini game nữa nhá. Khi lên 50 người đi, mọi người chia sẻ để livestream lên 50 người thì em sẽ là bắt đầu chơi mini game nhá. 46 người đang xem rồi đấy ạ. À. Mọi người đang xem live cho em xin một chấm để em biết mọi người đang xem live của em nhá. Khi nào mà lên 50 người thì em lại phổ biến mini game cho mọi người nhá. Và sẽ vừa chơi mini game vừa bán hàng luôn ạ. Vừa chơi mini game vừa bán hàng nhá. Mọi người muốn xem gì cứ comment bên dưới nhá. Vừa comment đáp án vừa comment bên dưới giúp em ạ. À. Các chị ơi có xem rõ không ạ? Các chị có xem rõ live bên em không? Em không ạ? Nếu mà xem rõ thì comment bên dưới giúp em với ạ. Thấy thấy đó không bạn ơi. Em chào chị Phương Hoa nhá. Em có thấy chị rồi đấy ạ. Em có thấy rồi nhá. Mọi người ơi chất lượng mạng bên em có ổn không ạ? Mọi người xem có rõ không ạ? Comment cho em xin để em biết để em chỉnh lại mạng bên em nhá. Mạng bên em có ổn không mọi người? 50 người đang xem rồi đấy ạ. 50 người đang xem rồi nhá. Hôm nay em sẽ giới thiệu áo phông nhá. À rõ rồi chị ạ. À. À em cảm ơn chị Kim Anh nhá. Cảm ơn chị Kim Anh ạ. À. Mọi người em bắt đầu mini game nhá. Mini game là mọi người phải chia sẻ livestream ở chế độ công khai 2 lần và 5 nhóm công khai giúp em nhá. Phải chia sẻ ở hình quả cầu ở chế độ công khai nhá. Khi nào mà chị nào đoán trúng thì bên em sẽ check Facebook cá nhân của mọi người. Thế là mọi người phải chia sẻ livestream ở chế độ công khai giúp em nhá. Chia sẻ livestream ở chế độ công khai 2 lần trên trang cá nhân và 5 nhóm công khai giúp em. Em đưa câu hỏi cho mọi người xem nhá. Câu hỏi đây ạ, mọi người có nhìn rõ không ạ? Em đưa câu hỏi đây nhá. Mọi người vào xem và comment đi ạ, comment nhiệt tình vào nhá.
bên em là không giới lượng lượng không giới hạn lượng comment nên là mọi người cứ comment nhiệt tình giúp em. 59 người đang xem rồi ạ. Mọi người vào xem like và chia sẻ livestream của bên em nhá. Xem like và chia sẻ livestream của bên em đi ạ. Chị Phương Hoa chơi cờ không phải nhá. Chơi cờ không phải ạ. Chơi cờ không phải nhá. 6-7 người đang xem rồi ạ. Mọi người ơi vào xem like. Gì? Quân mà. Quân. Chơi cờ không phải chị Thúy Nguyễn nhá. Mọi người ơi vào xem like của bên em và chia sẻ livestream nhá. Chia sẻ livestream lên 100 người đi, em sẽ gợi ý cho mọi người ạ. Chia sẻ livestream em mới tặng quà các chị ạ. Mỗi chị chia sẻ vào 5 nhóm giúp em nhá. Các chị nhớ là chia sẻ bên em mới tặng quà đấy ạ. Nên là mỗi người nhớ là chia sẻ ít nhất vào 5 nhóm công khai trên Facebook và 2 là trên trang cá nhân của các chị giúp em ạ. Chị ơi. Cô đi để em ghi câu hỏi nào. Mọi người ơi cho em ạ. Xem like và chia sẻ livestream của em mọi người nhá. Nhớ xem like và chia sẻ livestream của em thì bên em mới tính nhá. Càng chơi càng các chị ơi nhớ là chia sẻ livestream giúp em nhá. Tại vì là chia sẻ bên em mới tặng quà. Nhớ là mỗi người là chia sẻ ít nhất vào 5 nhóm công khai trên Facebook cộng 2 là trên trang cá nhân của mọi người nhá. Để bên em còn check lại và tặng quà cho các chị nè. Có rất là nhiều phần quà nhá. Hôm nay áo phông em rất là nhiều. Có chị nào muốn xem áo phông không ạ? Chị nào mà muốn xem áo phông thì em sẽ giới thiệu các chị nhá. Em chào chị Hoài Phương Lê nhá. Chào chị Hoài Phương Lê ạ. Mọi người ơi vào xem like của bên em đi ạ. Vào xem like và chia sẻ livestream của bên em để được nhận quà nhá. Đã chia sẻ em cảm ơn chị Hoài Phương Lê nhá. Mọi người ơi trước khi comment thì vui lòng chia sẻ livestream ở chế độ công khai 2 lần và 5 lần ở các nhóm công khai giúp em nhá. Chia sẻ ở hình quả cầu thì bên em mới check được cho mọi người ở chế độ công khai nhá. Cái lưỡi không phải ạ, chơi cờ không phải nhá. Lên 100 người xem đi em gợi ý cho mọi người ạ. Mọi người chia sẻ để lượt xem lên 100 đi em sẽ gợi ý ạ. 62 người đang xem rồi đấy ạ. Mọi người ơi nhớ là phải chia sẻ livestream lên 100 người nhá. Lên 100 người đi em sẽ gợi ý cho mọi người nhá. Chơi cờ không phải ạ, cờ tiếng không phải nhá. Đạp xe không phải ạ. Mọi người ơi nhớ là chia sẻ livestream ở chế độ công khai giúp em nhá. Chia sẻ livestream ở chế độ công khai 2 lần và 5 lần ở các nhóm công khai giúp em thì bên em mới tính ạ. 57 người đang xem rồi đấy ạ. Chia sẻ lên 100 người đi ạ. Chia sẻ lên 100 người đi bên em sẽ gợi ý nhá. 61 người đang xem rồi đấy ạ. Chơi cờ cái lưỡi không phải nhá. Chơi cờ không phải ạ. Mọi người ơi nhớ chia sẻ livestream đi ạ. Chia sẻ livestream để lượt xem lên 100 đi ạ. Lượt xem lên 100 đi em sẽ gợi ý cho mọi người nhá. Hàng em sẽ vừa chơi mini game vừa bán hàng luôn ạ. Em các vừa chơi mini game vừa bán hàng nhá. Số điện thoại và đáp án các chị nhá. Nhớ là comment cả số điện thoại và đáp án, số điện thoại và đáp án của các chị nhá. Chia sẻ đi ạ để lên đến 100 người xem thì bên em sẽ gợi ý cho các chị nhá. Có chị nào muốn xem áo phông không ạ? Có chị nào muốn xem áo phông không? Bên em vừa chơi mini game vừa giới thiệu sản phẩm nhá. Bên em vừa chơi mini game vừa giới thiệu sản phẩm. Hàng áo phông em phải rất là nhiều luôn mà cực kỳ rẻ. Như áo tay em đang cầm này. Áo tay em đang cầm chắc rất là đẹp nhá. Mặc áo đôi cũng được ạ. 84 người đang xem rồi đấy ạ. 120.000 ạ. Hơn 80 người rồi mọi người ơi chia sẻ đi ạ. Chia sẻ đi để chơi mini game nhá. Chia sẻ đi để nhận quà bên em ạ. Trà nước đá không phải nhá. Chơi cờ không phải này. Đánh cờ không phải ạ. Chơi cờ tướng không phải nhá. Mọi người ơi xe ra chim để lượt xem tăng lên 100 đi ạ. Tăng lên 100 thì em gợi ý nữa nhá. Chặn luôn. Mọi người ơi xe ra chim đi nhá. Xe ra chim để lượt xem tăng lên 100 ạ. Đâu? Của chị vừa lên ở đây thì chưa. Mọi người ơi nhớ xe ra chim trước khi comment giúp em nhá. Nhớ xem livestream trước khi comment giúp em được không ạ? Các chị ơi không phải chơi cờ đâu ạ. Bên em gợi ý nhá, không phải chơi cờ đâu ạ. Loại đáp án chơi bích. Cờ giúp em nhá. Em gợi ý đâu? Váy phông có hình con hổ trước ngực. Váy phông có hình con hổ trước ngực ạ? Ok chị, váy phông có hình con hổ trước ngực bên em vẫn còn chị nhá. Bên em vẫn còn ạ. Em gợi ý cái này có 4 từ nhá. Cái này có 4 từ ạ. Có 4 từ mọi người nhá. Cơ rô chuẩn bích này chơi súng nước. Chơi bắn súng nước không phải nhá. Em gợi ý là có 4 từ đấy ạ. Bây em sẽ vừa chơi mini game vừa bán hàng luôn nhá. Vừa chơi mini game vừa bán hàng này. Nên là chị nào mà muốn chơi mini game hoặc là chị nào mà muốn xem đồ bên cho em. Cho mình có váy nào đi chơi cho 62 cân 1m67 không ạ? À chị Nguyễn Sen ơi bên em không có chị nhá.
Rồi, áo phông bao nhiêu ạ? À? Chị Sam Sam ơi, áo phông đấy thì có giá là 120k chị nhá. Màu áo phông Adidas có hình trái tim là có giá là 120k. Mọi người share ra chim để lượt xem tăng lên 150 đi ạ. À. Lượt xem tăng lên 150 đi, em gợi ý tiếp nhá. Trò chơi trời trai và gái à? À không phải chị nhá. Chơi cơ rô chuẩn bích phải không? Không phải cơ rô chuẩn bích nhá. À mọi người ơi, share ra chim để lượt xem tăng lên 150 đi ạ. À. Tăng lên 150 thì em sẽ gợi ý nữa nhá. Tăng lên 150 đi, em gợi ý tiếp này. Cái này có 4 từ nhá, em đã gợi ý là có 4 từ rồi ạ. À, xem luôn cả váy phông có chữ zip được không? Váy phông có chữ zip à? À đánh cờ em ơi ạ. À? À đánh cờ không phải nhá. Chơi cờ không phải ạ. À? Mọi người ơi, share ra chim để rồi xem tăng lên 150 đi ạ. À. Tăng lên 150 thì em sẽ gợi ý nhá. Tăng lên 150 này. Share ra chim để rồi xem tăng lên 150. À bao nhiêu ạ? À? À chị Thánh Củ liên quan ơi, chị hỏi mẫu gì ạ? À? Chị hỏi mẫu gì comment kỹ giúp em được không ạ? À? À chị ơi, nếu mà các mẫu áo phông của nhà em thì chỉ hơn 100.000 một chút thôi. Mẫu áo phông Adidas thì có giá là 120 nhá. Chơi đầu vui hại não. À tăng lên 152 rồi, 147 rồi. Mọi người nhớ share ra chim trước khi comment giúp em nhá. Share ra chim trước khi comment giúp em đúng không ạ? Nhớ share ra chim trước khi comment giúp em nhá. Các chị ơi nhớ là chia sẻ trước khi comment giúp em nhá, tại vì bên em sẽ check lại đấy ạ. Bây giờ phải chia sẻ ra chim trước khi comment 2 lần trên trang cá nhân và 5 lần vào nhóm công khai nhá. 2 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên nhóm công khai giúp em ạ. 2 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên nhóm công khai giúp em nhá. Và phải like page của bên em thì mới comment của mọi người mới hiện ra nhá. Phải like page của bên em thì comment mọi người mới hiện ra và phải chia sẻ livestream thì mới hiện nhá. Bởi vì có rất nhiều comment bị ẩn. À, mọi người phải like page của Xuất Phương Tokyo này và chia sẻ livestream của bên em thì comment của mọi người mới hiện ra nhá. Ok các chị Lan Hương Nguyễn ơi, nhá. Để lại câu trả lời và số điện thoại luôn giúp em nhá. Câu trả lời cộng số điện thoại luôn. Mọi người ơi nhớ là like page Phương Tokyo và chia sẻ livestream này thì bên em mới thì comment của mọi người mới hiện ra nhá. Phải like page này và chia sẻ livestream ở chế độ công khai thì comment của mọi người mới hiện ra đấy ạ. Ờ nhớ nhá. À cho em xem lại áo Adidas đó đi. Áo ok Adidas. Ok chị ạ. Bây giờ không am hố nhưng đáp án là nhá. Chơi cờ. Cái này có 4 từ mọi người nhá. 4 từ này. Nhớ là phải like page của Shop Phương Tokyo và share livestream của em thì comment của mọi người mới hiện ra nhá. Nhớ share livestream ở chế độ công khai 2 lần giúp em này. Chị nào comment đúng thì em sẽ check nhá. Em sẽ check vào Facebook check này. Loại trừ đáp án chơi súng nước các chị nhá. Không phải chơi súng nước các chị ạ. Không phải chơi súng nước nhá. Em loại đáp án chơi súng nước nhá. Các chị ơi chia sẻ đi ạ. Tại vì nhà em chỉ tặng quà cho ai chia sẻ với nhá. Chị nào tặng quà với em sẽ chia chị nào chia sẻ với em mới tặng quà. Tại vì bên em sau khi có đáp án bên em sẽ chắc nhá. Các chị ơi comment đáp án cộng số điện thoại luôn giúp em nhỉ. Comment đáp án số điện thoại, đáp án và số điện thoại luôn giúp em nhá. Nhớ là cả đáp án và số điện thoại đấy ạ. À chị nào muốn xem này áo Adidas nhỉ? Áo Adidas này các chị nhá, giá chỉ 120.000 thôi ạ. Không phải đánh cờ, không phải chơi súng nước ạ. Loại đáp án chơi súng nước giúp em nhá. Loại đáp án chơi súng nước giúp em chia sẻ đi ạ. Chia sẻ comment kết quả và số điện thoại nhá. Chia sẻ comment số điện thoại về kết quả giúp em nhá. Mọi người ơi share ra chim nhá. Nhớ share ra chim trước khi comment giúp em ạ. Nhớ share ra chim trước khi comment giúp em nhá. Nhớ share ra chim trước khi comment thì bên em mới tính ạ. Mọi người là nhớ xe ra chim này like page của em và nhớ xe ra chim ở chế độ công khai 2 lần và 5 lần trên nhóm công khai nhá. 5 lần trên nhóm công khai và 2 lần ở Facebook cá nhân nhá. 5 lần trên nhóm công khai và 2 lần trên Facebook cá nhân giúp em ạ. Ở xe ra chim. Chia sẻ toàn chế độ bạn bè sao không chia sẻ công khai được em ơi ạ? Chị ơi. vào chỗ mà chỉnh sửa trang cá nhân đi ạ. Chỉnh sửa trang cá nhân chị phải để ở chế độ công khai hình quả cầu màu xanh nhá. Áo cam nhiêu ạ? Áo cam là ok, áo cam áo Adidas đấy. Áo Adidas này là 150 này. Lại còn áo này là 120 này. Áo này áo môi bao nhiêu ạ? Áo môi là áo gì? Áo môi bao nhiêu chị? Ok, áo môi là áo em vừa mới giơ lúc nãy đúng không chị? À càng ra càng muốn chơi à? 165 chị nhá. Mọi người ơi phải share ra chim nhá. Cô bé kia đâu á? Cô bé kia là cô bé nào đấy ạ? À? À chị cậu ấm à? À bạn đấy lại ở bên khác rồi nhà anh nhá. Anh nghe chị đây nhở?
Cái này 165 nhá. Môi lên 200 người đi, à xe livestream lên 200 người thì em ghi kết quả này. 186, 190, 193 rồi chia sẻ. Lên 200 người thì em ghi kết quả nhá. Lên 200 người em ghi kết quả này. Áo giáo quần à, ok chị okay, Sam Sam nhá. Chia quần. Sẻ để lên 200 người đi, 200 lượt xem áo đi. Áo giáo quần đây à, váy zip á. Chị ơi váy zip bên em thì có cả màu hồng nữa nhá. Màu hồng này. Lên 200 người hồng xem đi. Hồng đen trắng nữa. Hồng đen trắng. Mọi người ơi, xe livestream của bên em nhá, nhớ là phải xe ở chế độ công khai này. Xe ở chế độ công khai 2 lần và 5 lần trên nhóm công khai giúp em nhá. 200 người 200, đi ạ. Ok, 200. Bây giờ các chị comment đáp án cộng số điện thoại giúp em đi ạ. Comment đáp án cộng số điện thoại nhá. Chị nào comment nhanh nhất thì em tặng quà này. Đáp án cộng số điện thoại đi ạ. Đáp án cộng số điện thoại nhá. Cờ vua, không phải cờ vua, không phải ok cờ vua. Này, ok. Ok, chị Hoài Phương đây ạ. Ừ. Ok, Thúy ơi kiểm tra. Kiểm rồi. Mục đích của mình là thế. Ok nhá, đáp án của bên em đây nhá. Xong chưa? Xong chưa? Chúc mừng chị Hoài Phương Lê là người trúng quà bên em nhá. Trò chơi cờ vây đây ạ. Trò chơi cờ vây nhá. Lát kết thúc livestream này thì em sẽ gọi điện và chốt em sẽ gọi điện và ấy cái gì nhỉ? Gửi quà cho chị nhá. Chị Hoài Phương Lê nhá. Chị có nghe rõ không ạ? À? Em đã ghim chị Hoài Phương Lê là người có đáp án đúng rồi đấy ạ. Ok chị Hoài Phương Lê nhá. Xem váy hổ kẻ đen luôn đi ạ. Váy hổ kẻ đen là váy nào nhỉ? Váy hổ kẻ đen à? Mọi người ơi, váy hổ kẻ đen à? Váy hổ kẻ đen à? À, váy con mèo. Váy zip này thì có cả màu màu hồng nhá. Màu hồng và màu kẻ ghi mọi người nhá. Váy này thì có giá là 235.000 này. Mã của nó là 9V100 nhá. 9V100 ạ. Cờ tướng, mọi người ơi, em bỏ qua câu đấy rồi nhá. Em bỏ qua câu đấy rồi. Chị Hà Phương đây là người đoán trúng kết quả bên em này. Chuẩn bị đến câu hỏi tiếp theo nhá. Nhà em chuẩn bị hỏi câu hỏi tiếp theo. Các chị ơi, chia sẻ lên 200 người đi để em bắt đầu câu hỏi tiếp theo ạ. Chia sẻ lên 200 chia người chia sẻ lên 200 người đi nhá. Em có thấy chị heo mắm rồi này. Có thấy chị heo mắm nhá. Đây là câu hỏi tiếp theo nhá. Câu trước đã có người. Em đổi câu hỏi nhá. Câu trước đã người có chị Hoài Phương đây là người có đáp án đúng rồi nhá. À, ok chị Huyền Ruby ạ. Chị Huyền Ruby ơi, lát nữa thì em sẽ gọi điện lại cho chị sau nhá. Chị thông cảm giúp em, chắc là do bên em các bạn nhân viên bị quên ạ. Chị thông cảm nhá. Ăn gì thăm nhất ạ? Câu hỏi có đáp án cực kỳ xàm luôn nhá. Mọi người ơi, nhớ xe livestream nhá. Có nhá, chị Hoài Vương Lê, chị vẫn được tiếp tục chơi tiếp ạ. Chị chơi tiếp nhưng mà chị phải chia sẻ livestream này thêm thêm mấy lần nữa nhở? Thêm 5 lần nữa chị nhá. Phải chia sẻ livestream thêm 5 lần nữa nhá. Ăn nam không phải ạ? Mọi người ơi, nhớ xem livestream trước khi comment nhá. Bởi vì là bên em sẽ check này. Bên em sẽ check cho sẽ check Facebook cá nhân của mọi người nhá. Các chị ơi, chia sẻ giúp em đi ạ. Ai đang xem thì chia sẻ giúp em nhé. Nhớ là chị Huyền Ruby công khai đi ạ. Chị Huyền Ruby đang xem live không ạ? Hôm qua là chị được nhận quà bên em. Chị là người trúng mini game bên em thì lát nữa thì em sẽ gọi điện cho chị sau chị nhá. Ăn gian à? Ăn gian không phải nhá. Cái váy đen à? Cái váy đen gì? Váy đen là gì? Chị có dâu cái gì đen á? Không, chị bảo chị hỏi kỹ lại xem. Ăn trộm không phải nhá. Tham ăn không phải này. Đánh cờ không phải nhá. Mọi người ơi, xe livestream để lượt xem tăng lên 200 đi ạ. Xe livestream để lượt xem tăng lên 200 đi ạ. Lên 200 thì em sẽ gợi ý cho mọi người nữa nhá. Tăng lên 200 thì em sẽ gợi ý cho mọi người ạ. Thấy mọi người ơi, em có thấy nhá. Thấy chị Nguyễn Sơn rồi nhá. Ăn tham ô không phải ạ. Xe livestream để lượt xem tăng lên 200 thì em sẽ gợi ý cho mọi người ạ. Ăn tham không phải nhá. Lên 200 đi ạ. Chia sẻ để lượt xem tăng lên 200 nhá. Lượt xem đang giảm rồi đấy ạ. Mọi người nhớ chia sẻ livestream trước khi comment giúp em nhá. Và mời bạn bè của mình vào xem để lượt xem tăng lên 200 thì em lại gợi ý tiếp ạ. Câu hỏi của bên em đây nhá. Ăn gì tham nhất ạ? Mọi người ơi, nhớ xe livestream bên em nhá. Hôm nay bên em sẽ giới thiệu một rất nhiều mẫu áo phông nhá. Mọi người muốn xem thì cứ comment bên dưới đi. Ăn chơi không phải, tham ô không phải này. Ăn tục không phải nhá. Mọi người ơi, xe livestream để lượt xem tăng lên 100 giúp em ạ. Tăng lên 200 nhá. Tham nhũng không phải ạ. Ăn bụng không phải này. Mọi người ơi, nhớ xe livestream của bên em để lượt xem tăng lên 100 đi ạ. Tăng lên 100 mọi người nhá. Tăng lên 100 thì bên em sẽ gợi tăng lên 200. Có chân váy dài qua gối không? Chị heo mà mới bên em có nhá. Trên máy zip dài qua gối bên em có này. Ăn tham trợn mắt không phải này. Ăn bụng không phải này. Ăn hối lộ không phải ạ. Xe livestream để lượt xem tăng lên 200 thì em gợi ý cho mọi người nhá. Em gợi ý này.
Xe live stream để lượt xem tăng lên 200 thì em gợi ý nha mọi người nhá. Xe live stream để lượt xem tăng lên 200 thì em gợi ý ạ. Váy đi em ạ. Ok chị váy nhá. Váy đi. Váy đi. Em nói em dơ chị dơ váy đi. À em có thấy chị Ngô Bảy rồi ạ. Mọi người ơi xe live stream để lượt xem tăng lên 200 đi ạ. Tăng lên 200 thì em sẽ gợi ý nhá. Ăn quan không phải ạ. Ăn dao không phải ạ. À mọi người ơi nhớ xe live stream nhá. Xe live stream để lượt xem tăng lên 200 em gợi ý cho mọi người ạ. Ăn nam không phải ạ. 161 rồi đấy ạ. Ăn hối lộ không phải nhá. Mọi người ơi nhớ xe live stream bên em ạ. Phải xe live stream trước khi comment thì bên em mới tính nhá. Có bán chip không? Có bán chị ơi, nếu mà chị ở Hà Nội em mời chị qua giúp em xem đồ nhé. Bên em có bán hết luôn đấy ạ. Ăn sao không phải nhá, ăn không không phải ạ. Nhớ hãy xe live stream để lượt xem tăng lên 200 đi ạ. Tăng lên 200 thì em gợi ý cho mọi người nhá. Ăn tắt không phải, ăn quýt không phải, ăn quỵt không phải, ăn tiền không phải ạ. Đây là câu đố vui. Đố vui có thưởng nhá. Bên em chỉ tặng quà cho ai chia sẻ thôi nhá. Bên em chỉ tặng quà cho ai chia sẻ thôi nên là các chị phải chia sẻ trước khi comment giúp em. Nhớ là chia sẻ trước khi comment giúp em để bên em còn tặng quà cho các chị nữa. Ăn hết không phải nhá. Ăn quỵt không phải ạ. Ăn không không phải nhá. Mọi người ơi nhớ xe live stream đi ạ. Chị ơi áo đắt cam có giá là 150.000, còn áo đắt trắng có giá là 120.000 chị nhá. Áo đắt này thì là 150k một áo này nhá. Chị Thu Kim ơi. Cái này 120k thôi ạ. Áo ăn thùng nói nổi trôi dế ạ. Ăn một mình không phải nhá. Mọi người ơi xe live stream của bên em để được xem tăng lên 200 thì em sẽ gợi ý cho mọi người ạ. Rồi xem tăng lên 200 thì em gợi ý cho mọi người nhá. Ăn chơi. Ăn người à? Không phải nhá. Ăn chùa không phải ạ. Mọi người ơi xe live stream để được xem tăng lên 200 đi ạ. Em gợi ý cho mọi người nhá. Xe live stream để được xem tăng lên 200 thì em sẽ gợi ý cho mọi người này. Ăn nam không phải nhá. Mọi người hãy share live stream trước khi comment giúp em đúng không ạ? Phải share live stream thì bên em mới tính nhá. Ăn cam quýt mít rùa rùa lên táo ổi. Không phải nhá. Phòng má trợn mắt không phải ạ. Ăn người không phải nhá. Mọi người hãy share live stream của bên em trước khi comment các giúp em ơi, nhá. Chia sẻ đi ạ. Chia sẻ càng nhiều thì người chơi càng vui nhá. Trò chơi càng thú vị. Bên em sẽ tặng quà cho chị nào mà chia sẻ càng nhiều càng tốt các chị ạ. Ăn tục nói vét không phải nhá. Đây là một mẫu váy phong, mẫu đang cầm này. Váy phong số 21 nhá. Váy phong Kenzo số 21 ạ, có giá 198.000 các chị nhá. Hải sản không phải nhá. Mọi người ơi, lượt xem lại giảm rồi đấy ạ. Phòng má trợn mắt không phải ạ. Ăn gian không phải nhá. Mọi người hãy share livestream của bên em để lượt xem tăng lên 200 đi ạ. Các chị ơi, lượt xem lên 200 để bên em tặng quà các chị nhá. Áo màu cam đất ạ. Sẽ gợi ý tặng quà. Chị Anh Phong ơi, áo đấy thì 60 cân trở xuống mặc vừa chị nhá. Em có thấy anh cậu ấm ạ. Em có thấy anh cậu ấm rồi nhá. Ăn cam chứ ăn gì mấy bạn ạ. Không phải ăn tham ạ. Không phải ăn tham đâu. Không phải ăn tham nhá. Có rất là nhiều câu trả lời hợp lý nhá. Nhưng mà không phải ăn tham đâu ạ. Ăn hải sản không có đối thủ. Không phải ạ. Ăn hối lộ, ăn bậy không phải nhá. Mọi người ơi hãy share livestream. Ăn lòng tham không đấy. Câu hỏi đấy nhá. Đây ạ, em đưa câu hỏi nhá. Ăn gì tham nhất ạ. Mọi người ơi hãy share livestream. Chân phải zip ạ. Chị hỏi chân mày zip hay là gì nhỉ? Em thấy chị Mai Hồng mà, em thấy chị Mai Hồng, Mai Hồng ạ. Không phải ăn vụng các chị nhá. Mọi người ơi, hãy xem livestream hãy xem livestream trước khi comment giúp em nhá và mời bạn bè vào xem để lượt xem tăng lên 200 người đi ạ. Lượt xem tăng lên 200 người thì em sẽ gợi ý cho mọi người nhá. Nhớ xem các chị ơi, xem tăng lên 200 người thì em sẽ nhớ gợi ý là chia sẻ vào các hội các nhóm giúp em ạ. Ăn giày ăn cả tất. Không phải ăn uống không phải nhá. Lên 200 người đi em gợi ý cho mọi người ạ. Phải xem livestream nhá. Lên 200 người đi ạ. Có thấy em có thấy chị Nguyễn Nhiên rồi nhá. Ăn vặt không phải ạ. Lấy áo phông đi chị ơi, đừng có lấy váy nữa. Phạt bây giờ. Các chị ơi, các chị nhớ là chia sẻ vào các hội các nhóm công khai để bên em còn tặng quà. Nhớ là chia ăn sẻ mạnh không phải nhá. Ăn mạnh không phải ạ. Bán hàng đi em ạ. Ok, anh Tú Hoàng nhá. Chị ạ, chị hay anh ạ. Ok, chị Tú nhá. Thấy okay. em có thấy ạ. Hết sản phẩm nào chị Tú ơi. Chân váy zip ạ. Zip hay là như nào? Chân váy jean. Jean á. Ok chị em mà em cho chị xem chân váy jean nha. Ăn cơm ăn tham không phải nhá. Mọi người ơi nhớ là share livestream trước khi comment giúp em nhá. Phải share livestream trước khi comment thì bên em mới tính ạ. Ăn bậy không phải này, tham quan không phải ạ. Lượt xem tăng lên 200 thì em gợi ý nhá. 126 người đang xem rồi, ăn gian không phải ạ. Mọi người ơi hãy share livestream để lượt xem. Em có thấy chị Phương Hà nhá. Em chào chị Phương Hà. Váy 108 có màu khác không? Váy gì 108 đấy? Chị ơi, chị muốn hỏi mẫu váy nào ạ? Bên em có rất là nhiều mẫu váy nhé. Em giới thiệu chân váy jean này,
Trên bảy gym em chỉ có 100.000 một chút mệt thôi, quá. 100.000 một chút thôi ạ. À, tham ăn cũng vậy nhá. Mọi người ơi, hãy share livestream để lượt xem tăng lên 200 đi ạ. À. 100 em thấy lượt xem lại giảm rồi đấy ạ. À. Ờ, mọi người ăn xin, sao chị không bán hàng đi ạ? À? À chị Thu Kim ơi, em sẽ vừa chơi mi game vừa bán hàng luôn nhá. Vừa chơi mi game vừa bán hàng này. Ờ. À, cái bài trắng vừa nãy à? À chị Ngọc Hà ơi, cái trắng vừa nãy thì có màu đen nữa nhá. Hai màu là trắng đen này. Ăn xin không phải màu đen à? Chị có ăn nhiều không phải nhá. Mọi người ơi, hãy share livestream trước khi comment giúp em nhá. Share livestream trước khi comment để lượt xem tăng lên 200 này. Câu này câu trả lời cực xàm luôn nhá. Tham ăn à? Ăn cháo lưỡi em ạ. Áo form không ạ? À? Áo form em đang cầm có giá là 265.000 nhá. Ờ, lượt xem tăng lên. Chân váy zip dài qua gối á chị. À chân váy jean dài cao gối á. Ôi, trên máy jean hả chị? Hả? Ờ, hôm nay bên em giới thiệu áo phông này chủ yếu á chị nhá. Các chị ơi, ai muốn xem áo phông thì cứ vào comment nhá. Hôm nay bên em chủ yếu giới thiệu áo phông ạ. Áo phông em về mới về Hàn rất là nhiều luôn. Tham nhũng không phải nhá. Áo phông cứ vào comment thôi em. Ăn tham không phải ạ. Mọi người ơi, hãy share livestream để lượt xem tăng lên nhá. Ờ, share livestream để lượt xem tăng lên nhá. Ờ, ok, em cảm ơn chị Nguyễn Sơn ạ. Ờ, ăn gì cũng được không phải ạ. Mọi người hôm nay em sẽ vừa chơi mini game vừa bán hàng nhá. Em sẽ giới thiệu cho mọi người rất nhiều áo phông. À, áo 3D à? À chị Thu Kim ơi, áo 3D bên em thì không có nhá. Áo 3D bên em không có, ăn bụng ăn năn không phải ạ. Các chị ơi, ai đang comment thì bớt chút thời gian chia sẻ giúp em đi ạ. À. Ai đang comment bớt chút thời gian chia sẻ giúp em nhé. Em giới thiệu áo phông cho mọi người này. Áo phông em mới về rất là nhiều. Áo phông tay em đang cầm có màu đen, đỏ và xám nhá. Giá chỉ 120.000 thôi các chị ạ, 120.000 thôi, chất rất là đẹp. Nếu như các chị chia sẻ càng nhiều thì bên em sẽ tặng quà cho các chị đi ạ. Ăn gian nói dối không phải nhá, ăn gì trời ạ. Ăn nam không phải ạ. Ăn gì cũng được không phải nhá. Mọi người hãy share livestream trước khi comment nhá. Ăn gian nói dối không phải nhá. Ăn gian nói dối không phải này. Ăn nam không phải này. À, tham nhũng không phải nhá. Giới thiệu đi. Các chị ơi, kẻ sọc mà nãy em đang cầm có màu đen nữa này, có ở màu đen các chị nhá, có cả màu đen ạ, giá chỉ 120.000 thôi, đen đỏ xám. Mọi người à. Không phải nhá, không phải đáp án là gì mọi người, nuốt nước bọt không phải ạ. À. À, xe lại. Em giảm xuống nhá, à, xuống lên 150 người đi em gợi ý này, lên 150 người em gợi ý nhá, ăn tùm lum không phải ạ. À, xe ra chim này rồi, chị ơi đợi đến bao giờ mới 200, em giảm xuống 150 rồi. Mọi người chia sẻ nhiệt tình nhá. Em giảm xuống 150 nhá, ăn tùng nói vét không phải này. À, lên ăn cướp à? Ăn cướp không phải ạ. À, lượt xem tăng lên 150 thì em giảm xuống là 150 nhá. À, vừa chơi vừa bán à? Ăn tắt không phải nhá. Mọi người ơi, muốn xem gì cứ comment bên dưới đi, em sẽ vừa chơi vừa bán hàng luôn ạ. À. Vừa chơi mi game vừa bán hàng nhá. À, ăn tắt không phải, ăn đồng luôn không phải nhá. Tăng lên 150 thì em cảm ơn chị Phương à nhá. Ăn tục không phải ạ, tăng lên 150 thì em sẽ gợi ý nhá. Tăng lên 150 này em gợi ý nhá. Ăn tắt không phải nhá. Ờ. Ăn cháo đá bát không phải này. Mọi người ơi, xem livestream để lượt xem tăng lên 150 đi ạ. Ăn như thùng luồng không phải ạ. Ờ, ăn hối lộ không phải nhá. Ờ, ăn hối lộ không phải này. Ờ, không phải ăn tắt không phải nhá. 121 người đang xem rồi. Mọi người ơi cố lên, hãy mời bạn bè của mình vào xem. Mời bạn bè của mình vào xem để lượt xem tăng lên 150 người nhá. Tăng lên 150 người thì em gợi ý nha. Giới thiệu đi chị ạ. Ờ, các chị ơi, em giới thiệu mẫu áo phông nhá. Chị nào mùa thích hoa mà rè rè không nhỉ? Ờ, năm nay có vẻ là mốt đấy ạ. Áo phông em đang cầm trên tay mặc chất rất là đẹp nhá. Ăn nộp giá chỉ 165 thôi. Chị nào muốn chơi nào chơi cứ tiếp tục comment nè. Em vừa chơi vừa giới thiệu sản phẩm nhá. Vừa chơi bên em vừa giới thiệu sản phẩm. Sản phẩm tay em đang cầm có giá là 165.000 thôi á chị nhá. Mặc rất là mát, có hai màu này, màu vàng và màu đỏ. Có rất là nhiều màu, kiểu mặc rất là xinh luôn nhá chị nhá. Nhìn kiểu hơi đồng bóng. Ăn giày, ăn tất, ăn cả đất xung quanh. 165.000 ạ. Ăn trực không phải, ăn vàng không phải nhá. Mọi người ơi, xem livestream để lượt xem tăng lên 150 thì em sẽ gợi ý này. Tăng lên 150 người thì em sẽ gợi ý cho mọi người nhá. Ờ, tăng lên 150 em gợi ý nhá. Cực kỳ dễ luôn và câu trả lời cực xàm. Ăn khế trả vàng không phải ạ. À, ăn cân sắt nhả cân đinh ạ, à, không phải nhá. À, ăn vả không phải ạ. À, giới thiệu đi. Các chị ơi, các chị muốn xem áo phông năm nay ăn khế trả vàng không phải nhá. À, ăn cân sắt ỉa cân đinh không phải ạ. Vừa ăn vừa chạy à, không phải nhá. Mọi người ơi, hãy xem livestream của bé em để lượt xem tăng lên 150 em gợi ý nhá. Áo Gucci đằng sau à?
Các chị ơi, áo Gucci đằng sau, áo Gucci này đúng không ạ? Áo Gucci em đang cầm tay này có giá là 168.000 nhá chị nhá. 168.000 có rất là nhiều kiểu. Anh tươi nuốt sáu không phải nhá, anh tham không phải này. 168.000 nhá. Chị em xem cái váy trắng nãy đi ạ. Ok, chị Ngọc Hà váy trắng lúc nãy đúng không ạ? Vừa ăn vừa chạy không phải nhá. Mọi người ơi, xe livestream để lỡ xem tăng lên 150 đi ạ. Tăng lên 150 đi em gợi ý tiếp đi ạ. Vừa ăn vừa chạy không phải nhá. Tăng lên 150 thì em gợi ý này. Các chị ơi chỉ sẻ đi ạ. Ai đang comment chia sẻ cho em. Ăn chân sát ỉa lạc không phải nhá. Ăn tươi nuốt sống không phải này. Chia sẻ live stream thôi. Em bán váy chị ơi ạ. Ok chị Hải Hậu. Ok chị Hải Hậu. Váy em đang cầm nhá. Làm ăn không phải nhá. Mọi người ơi hãy xem live stream để lượt xem tăng lên 150 đi. Em gợi ý cho mọi người ạ. Ăn quan không phải này. Ăn quan không phải nhá. Ăn mặc không phải ạ. 94-100 người đang xem rồi ạ. Ăn cháo đá bát. Không phải nhá. Ăn bát cháo chạy ba quãng đường không phải ạ. Ăn bụi không phải này. Ăn tham nhũng không phải nhá. Mọi người ơi em sẽ vừa chơi mini game vừa bán hàng luôn ạ. Bao nhiêu chị ơi kìa. Chị ơi chị hỏi. Chị ơi cái váy này 198.000 chị nhá. Có màu đen nữa. 198.000 có màu đen nữa. Có rất là nhiều mẫu váy trắng đấy các chị ạ. Như mẫu váy trắng em đang cầm này là 280.000 nhá. Mọi người ơi hãy xem livestream của bên em đi ạ. Nhớ xem livestream trước khi comment giúp em nhá. Các chị ơi nhớ là phải chia sẻ trước khi like nhớ là chia sẻ vào các hội các nhóm công khai trên Facebook. Ăn mảnh không phải nhá. Ăn mảnh không phải này. Ăn chín lạng sắt ỉa ra một cân đinh không phải nhá. Ăn của người ta không phải này. Em chưa thấy ai comment đúng ở đây cả. Hay là em gợi ý cho mọi người nhá. Em gợi ý cho mọi người là cái này có 4 từ này. Cái này có 4 từ ạ. Em gợi ý là có 4 từ nhá. 4 từ ạ. Ăn mặc không phải nhá. Em gợi ý là có 4 từ. Ăn chín lạng sắt ỉa ra một cân đinh không phải này. Do cao lên mới vào chưa xem được đây. Câu hỏi bên em đây nhá. Câu hỏi bên em này. Em gợi ý cái này có 4 từ ạ. Váy phông trắng thì em còn nhá. Em còn rất nhiều kiểu luôn ạ. Cái này có 4 từ mọi người nhá. Em gợi ý là có 4 từ này. Ăn ngốn không phải, ăn không khí không phải nhá. Em gợi ý là có 4 từ này. Ăn cây táo rào cây sung không phải nhá. Em gợi ý là có 4 từ ạ. Có 4 từ nhá. Ăn tiền không phải nhá mọi người, em gợi ý là có 4 từ rồi đấy ạ. Bội thực không phải nhá. Em gợi ý là có 4 từ nha. Ăn chín lạng sắt ỉa ra một cân đinh không phải nhá. Ăn ra nói dối không phải này. Em gợi ý là có 4 từ ạ. Có 4 từ, ăn lấy ăn để không phải nhá. Cho hỏi Facebook của em đang cầm giấy em ơi. Các chị ơi, các chị muốn xem áo phông, muốn chơi trò chơi hay là muốn xem gì thì có comment để ăn ngon mặc đẹp không phải nhá. Là áo phông, ok, ok em sẽ là áo phông. Nhưng mà nhớ là phải chia sẻ trước khi comment với em ạ. Các chị ơi, nhớ là phải chia sẻ trước khi comment nhá. Áo tay em đang cầm này, áo phông nhật dấu quần các chị nhá. Áo này dáng dấu quần các chị ạ. Giá 178.000, chất rất là đẹp luôn, có chữ đằng sau này. Em gợi ý là có 4 từ mọi người nhá. Ăn tham chốc mép không phải này, tham ăn không phải này. Ăn tham vô độ không phải ạ, ăn tham không phải nhá. 196 nhá, mã là 9A016 ạ. 178.000 giá là 9A016 có chữ đằng sau này, dáng dấu quần các chị nhá. Như áo này em đang cầm này cũng là một dáng rộng các chị nhá. 9A018 giá là 158.000. 158.000 thôi các chị ạ. Phong em về rất nhiều chị nào vừa muốn like áo phong ấy nhỉ? Chị nào vừa muốn like áo phong, em nào áo phong thì chị xem nhá. Áo này có giá là 158.000. Bên em vừa chơi trò chơi, vừa giới thiệu sản phẩm. Đây là các chị cứ comment nhiệt tình luôn ạ. Ăn sắt ỉa đinh không phải này. Ăn sung mặc sướng không phải ạ. Gì? Vừa ăn vừa ỉa không phải ạ. ăn cám chả vàng không phải nhá. Ăn tam vô độ không phải ạ. Cái này có 4 từ mọi người nhá. Đáp án này có 4 từ này. Quả đất không phải ạ. Vừa ăn vừa ngốn không phải nhá. Mọi người ơi hãy xem ra trên trước khi comment cho em nhá. Ăn khế chả vàng công quỹ không phải này. Ăn khế chả vàng không phải này. Ăn gì tham nhất ạ. Ăn cám chả vàng không phải ạ. Ăn tiêu không phải này. Cái này có 4 từ nhá. Em gợi ý là có 4 từ này. Em chào chị Hiền họ Nguyễn nha. Em có thấy rồi ạ. Vừa ăn vừa uống không phải ạ. Ăn thùng uống chậu không phải. Nói đi. Các chị ơi em giới thiệu một sản phẩm áo phông xoắn mới về với em nhá. Dáng crop top ạ. Vừa đến chân váy em luôn này. Mặc rất là dễ mặc. Các chị có thể mặc với quần đùi với chân váy đều được nhá. Áo này có giá là 120.000 thôi. Có cả màu trắng nữa. Màu trắng, màu đỏ, màu vàng các chị nhá. Trắng đỏ vàng. Trắng đỏ vàng. Đen nữa, trắng đỏ vàng đen nâu.
có rất là nhiều màu luôn. Áo này rất là rẻ nhá, 120.000, chất co giãn cực kỳ đẹp luôn. Chất co giãn cực kỳ đẹp luôn, 120.000 các chị nhá. Hai bên em vừa chơi trò chơi vừa giới thiệu sản phẩm, nên là các chị nhớ là phải chia sẻ trước khi comment nhá. Nhớ là phải chia sẻ trước khi comment để bên em còn tặng quà nữa. Bên em chỉ tính với những ai chia sẻ thôi, nên là các chị muốn xem gì hay muốn chơi trò chơi thì cứ comment nhiệt tình bên dưới giúp em nhá. Ăn thùng uống chậu không phải đâu chị ạ, không phải ăn thùng uống chậu đâu chị nhá. Ăn tham vô độ không phải các chị ạ. Các chị ơi comment nhiệt tình nhá, nhớ là phải chia sẻ trước comment nhá. Chia sẻ trước khi comment giúp em ạ. Ăn táo rào sung không phải, ăn tham thùng uống không phải này, ăn trái bù sữa không phải nhá. Mọi người ơi ăn canh ăn cạn nào. Không phải nhá. Mọi người hãy share ra trên trước khi comment cho em ạ. Ăn tùng uống vải này không phải nhá. Ăn tham tục uống không phải ạ. Hãy share ra trên trước khi comment cho em nhá. Mọi người phải tham ăn như bát giới không phải nhá. Ăn cơm không canh không phải này. Ăn không ngồi rồi không phải ạ. Mọi người hãy share ra trên trước khi comment để nó xem tăng lên nhá. Nó xem tăng lên. Em gợi ý là cái này có 4 từ nhá. Ăn điêu nói dối không phải ạ. Ăn khế chả vàng không phải nhá. Ăn khế chả vàng không phải này. Tham lam vô độ không phải ạ. Ăn của người khác không phải nhá. Mọi người hãy comment đáp án có 4 từ nhá. Ăn chơi giành điệu không phải này. Ăn hối lộ không phải nhá. Cố đấm ăn xôi không phải này. Ăn bụng không phải nhá. Có từ ăn đầu tiên mọi người nhá. Cái này là có từ ăn đầu tiên này. Tham ăn tục uống không phải ạ. Cái này là có từ ăn đầu tiên nhá. Và có 4 từ này. Từ ăn đầu tiên là có 4 từ ạ. Các chị ơi, áo phông thái nhá, áo phông thái bên em nè, em giới thiệu áo phông thái bên em nhá. Chất rất là đẹp luôn, giá rất là rẻ, chỉ 148.000 này. Có rất là nhiều hình khác nhau, 148.000 này, nhiều hình khác nhau lắm luôn đấy ạ. 148.000 thôi nhá, chất rất là đẹp luôn, chất này mà rất là mát. Các chị mặc đi biển thì đi du lịch đều rất là hợp nhá. Hoa hè luôn, giá rất là rẻ, 148.000, áo phông thái chất đẹp, áo phông thái chất đẹp đấy ạ. Em cho các chị xem nhá, có rất là nhiều hình, em dơ một vài mẫu các chị xem nhá. Giá chỉ 148.000. Các chị ơi chia sẻ trước khi comment đi ạ. Chia sẻ trước khi comment câu trả lời giúp em nhá. Bên em chỉ tặng quà cho những ai chia sẻ thôi ạ. Các chị nhớ là phải chia sẻ vào các hội các nhóm công khai trên Facebook nhá. Nhớ là các hội các nhóm công khai trên Facebook ạ. Tại vì như thế thì lượt xem nó mới tăng, mà tăng lên thì bên em mới tặng quà các chị nhá. Lượt xem tăng bên em mới tặng quà. Nhớ là chia sẻ vào các hội các nhóm công khai. Em gợi ý là có 4 từ và từ ăn đầu tiên nhá. Có 4 từ và từ ăn đầu tiên này. Ăn như phá mã không phải này. Ăn như núi lở không phải. Ăn hối lộ không phải. Ăn thùng uống chậu không phải. Không phải ăn thùng uống chậu đâu ạ. Ăn thùng uống chậu không phải nhá. Mọi người ơi nhớ share ra trên trước khi comment giúp em nhá. Ăn to là lớn không phải ạ. Ăn kỹ lâu lâu không phải nhá. Mọi người ơi hãy share ra trên trước khi comment giúp em nhá. Ăn ngon mặc đẹp không phải này. 96 người đang xem là ăn như thùng luồng không phải ạ. Phải kẻ ngang khi nãy em rơi đây đúng không ạ? Phải zip này 235 chị nhá. Phải zip này 235. Váy kẻ ngang này giá là 201 chị nhá. Ăn tham như chó không phải ạ. 235. Không phải đâu ạ. Cái gì đấy? Ăn thùng uống chậu không phải nhá. Ăn như thùng luồng không phải ạ. Ăn đi ăn lại không phải nhá. Lên 150 thì em sẽ ghim người có cái đáp án đúng này. Ăn không biết no không phải ạ. Câu này khó lắm chị ơi ạ. Câu này câu trả lời rất là vô lý, rất là xàm luôn. Nhưng mà bên em chơi vui nên là ăn tham như mỡ không phải nhá. Áo bao nhiêu ạ? Rất là xàm luôn. Đúng rồi gì? Áo bao nhiêu kìa? Chị ơi chị hỏi áo nào. Áo này 148.000 chị nhá. Áo em cầm 148.000. 148.000 có rất là nhiều hình luôn. Phong thái màu trắng nhá. Phong thái màu trắng cuối cùng. Ok, phong thái này đúng không ạ? Phong thái này đấy ạ. Ăn thùng uống vải không phải nhá. Ăn tiền người khác không phải này. Em gợi ý là có 4 từ nhá. Có 4 từ và có từ ăn ở đầu tiên nhá. Ăn xin tham nhất không phải ạ. Ăn tham hơn mỡ không phải nhá. Ăn như thùng luồng không phải này. Mọi người ơi nhớ xe ra chim đi ạ. Hết cái ăn rồi bạn. Đang còn nhiều lắm chị ơi. Đang còn nhiều lắm. Ăn như cuộn rồng cuốn không phải nhá. Ăn hang ở lỗ không phải ạ. Em vẫn chưa thấy ai comment đúng cả. Ăn không kịp nhai không phải này. Em gợi ý là có 4 từ và từ ăn đầu tiên nhá. Các chị ơi phong thái rất là nhiều luôn. Phong thái rất là nhiều nữa. Chị em nào mà thích phong thái thì comment nhiệt tình giúp em này. Comment nhiệt tình giúp em. Áo em đang cầm đấy, đấy. Áo này em cầm 162.000 nhá. 162.000 này. Ăn không kịp nhai không phải này. 162.000 hết luôn đấy ạ. Chị Ngọc Hà ơi, chị Ngọc Hà ơi, ăn non như chó không phải nhá. Chị Ngọc Hà ơi, nếu mà 149.000 này, cái này 149 này, 162 này, 149 này.
chất rất là đẹp, áo phông thái nhá, áo phông thái chắc chắn luôn đấy ạ, mặc rất là xinh các chị ạ, chất mát luôn nhá. 162.000 bên em về rất là nhiều hình, bên em về rất là nhiều hình nên chị nào muốn được tặng quà thì chia sẻ đi ạ. Chị nào muốn được tặng quà thì chia sẻ đi nhá, chia sẻ lên để 150 người xem đi. Các chị nhớ là chia sẻ vào các hội, các nhóm công khai trên Facebook đấy ạ. Thì như thế thì lượt xem mới tăng lên để 150 người xem nhá. Chị nào muốn tặng không ạ? Áo em đang cầm 162.000 nhá, chất mát lắm ạ. Ăn tham như mỡ không phải nhá, ăn cơm chứ kẻ không phải ạ. Mọi người ơi, nếu mà muốn nhận quà bên em thì hãy comment câu trả lời đúng và nhớ chia sẻ livestream ở chế độ công khai hay là trên trang cá nhân. Ok, bài trắng đúng không ạ? Và 5 lần ở nhóm công khai cho em nhá. Ăn to lại nằm không phải nhá, ăn của người khác không phải, ăn như thùng luồng không phải ạ. Ăn tươi nuốt sống không phải nhá. Mọi người ơi, share livestream để lỡ xem ăn mày tham nhất không phải ạ. Hãy share livestream của bé em để lỡ xem tăng lên nhá. Em thấy lượt xem đang giảm rồi đấy ạ. Lượt xem đang giảm khá nhiều rồi. Mọi người hãy share livestream để lượt xem tăng lên 150 đi ạ. Tăng lên 150 thì em lại gợi ý nữa nha. Ăn cơm trước kẻ không phải ạ. Mọi người hãy share livestream mời bạn bè của mình vào xem và share livestream vào các nhóm các hội công khai để lượt xem tăng lên nhá. Ăn công ngồi rồi không phải ạ. Ăn tham ở lỗ không phải ạ. Em vẫn chưa thấy ai comment đúng ở đây cả nhá. Ăn tươi nuốt sống không phải này. Em vẫn chưa thấy một ai comment đúng cả. Ăn trộm không phải ạ. Ăn mỡ tham nhất không phải ạ. Ăn cỗ đi trước không phải nhá. Mọi người ơi, lượt xem đang giảm rồi đấy ạ. Ăn tham như heo không phải nhá. Thế này thì ăn tham như chó. Các chị ơi, ai đang comment nhớ chia sẻ trước khi comment với em nhá. Bên em chỉ tặng quà cho ai chia sẻ thôi ạ. Thế nên là các chị mà muốn được tặng quà thì nhớ là phải chia sẻ vào các hội các nhóm công khai trước khi comment với em nhá. Và em đang cầm này, và em đang cầm mà rất là xinh luôn, có giá là 280.000 các chị nhá. Vải phông này ạ, vải phông mặc mà... vải phông xịn nhá, 280.000. Cơ ý kiểu gì được nhỉ? Có màu hồng, màu xanh. Cái này em đang cầm là 198 chị nhá. 198 này, 280 này. Chất rất là đẹp luôn, hai chất rất là đẹp luôn nhá. Váy này thì ngắn hơn một chút, đều là đuôi cá các chị ạ. Các chị ơi, ai đang comment thì chia sẻ giúp em đi ạ. Ai đang comment chia sẻ giúp em để em mới tặng quà được các chị ạ. Chào chị Trần Diễm Quỳnh nhá. Chào chị Trần Diễm Quỳnh ạ. Em có thấy chị rồi nhá, ăn trực nằm chờ không phải này. Mọi người ơi, xem ra chị phải được xem tăng lên đi ạ. Em đang thấy lượng xem đang giảm khá nhiều rồi, 82 người xem rồi. Lên 120 em gợi ý tiếp nhá. Lượt xem tăng lên 120 em gợi ý tiếp này. Không gợi ý mọi người out ra rồi. Em gợi ý nhá, em gợi ý này. Ăn thùng uống vải không vải nhá. Gợi ý là chị Phương ơi. Gợi ý như nào rồi? Hả? Uống từ từ ăn đầu tiên rồi, gợi ý như nào nữa? Đây là món ăn mâm cơm nhà nào cũng có. Em gợi ý nhá, em có thấy chị Trần Thị Diễm Quỳnh, em gợi ý này, em gợi ý là món ăn hàng ngày luôn. Cái này là món ăn nhà nào cũng có nhá. Trên mâm cơm nhà nào cũng có này. Trên mâm cơm nhà nào cũng có, em gợi ý nhá. Từ ăn đầu tiên là món ăn trên mâm cơm nhà nào cũng có này. Em có thấy chị Huyền Ngọc rồi ạ. Em gợi ý nhá. Từ ăn đầu tiên có 4 từ và trên mâm cơm nhà nào cũng có hàng ngày luôn. Món ăn hàng ngày nhà nào cũng có. Em mà gợi ý một chữ nữa thì các chị đoán ra luôn mất rồi. Ăn hàng không phải ăn hàng đâu ạ. Các chị ơi, cái này là món ăn mà trong mâm cơm nhà nào cũng có nhá. Trong mâm cơm nhà nào cũng có. Cái món ăn trong mâm cơm nhà nào cũng có này. Chị đằng sau vừa giơ lên áo đẹp quá. Chị ơi, chị hỏi áo nào ạ? Bên em có rất là nhiều áo nhá. Em gợi ý nhá. Em hỏi áo đắt ạ. Em gợi ý nhá. Cái này có 4 từ, từ ăn đầu tiên ạ. Váy đen 21 ạ. Chị Ngọc Hà ơi, inbox qua số giúp em nhá. Ok. Inbox qua số giúp em ạ. Chị Ngọc Hà ơi, chụp màn hình này nhá. Chị Ngọc Hà ơi, chụp màn hình để giúp em váy này nhá. Gửi hàng qua mốc để được. Em bạn xem kiểu cho em xem áo kiểu bo gấu tay đi. Em lấy mấy cái bo gấu ở tay á. Mọi người ơi, em gợi ý nhá. Em gợi ý này. Đây là món ăn hàng ngày trong mâm cơm nhà nào cũng có. Món ăn hàng ngày trong mâm cơm nhà nào cũng có này. Có từ ăn đầu tiên và có 4 từ nhá. Em gợi ý rất kỹ rồi đấy ạ. Món ăn mà nhà nào cũng có trong mâm cơm hàng ngày luôn và có 4 từ này. Ăn cháo đá bát không phải nhá. Món ăn trong mâm cơm hàng ngày nhà nào cũng có. Ăn nằm ăn muối không phải, ăn bốc ăn hốt không phải này. Ăn cơm trước kẻ không phải nhá. Chị nào muốn xem áo phông bo gấu ạ? Áo phông bo gấu này bên em giá là 165.000 nhá. Có trắng nữa đấy ạ, có màu trắng nữa. Ăn cơm trước kẻ là không tham. Có màu trắng, màu đen tham nhất cơ mà. Ăn cơm đen chim, ăn cơm ăn canh không phải nhá. Em gợi ý này, em gợi ý kỹ lắm rồi ý. Cái này có 4 từ nhá. Có 4 từ và từ ăn đầu tiên và món ăn hàng ngày nhà nào cũng có trong mâm cơm luôn nhá. Ăn muối ăn mắm không phải này, ăn cơm chim không phải này. Ăn thùng uống chậu không phải ạ.
À, em gợi ý kỹ lắm rồi đấy. Từ ăn đầu tiên có 4 từ và món ăn hàng ngày trong mâm cơm nhà nào cũng có. À, ăn áo đen bao nhiêu? À, áo đen là cái váy đen lúc nãy đúng không chị? Đây. Em có thấy chị Trương Linh rồi nhá, em cảm ơn ạ. Các chị ăn ơi, cơm, ăn canh ạ. À, ăn bốc, ăn bãi ạ. Em chưa thấy ai comment đúng cả, đây là món ăn mà hàng ngày nhà nào cũng có luôn nhá. Món ăn mà hàng ngày nhà nào cũng có này, ăn mặn đáy gai không phải ạ? Ăn cơm, ăn cháo, rất nhiều đáp án, hàng ngày rất thú vị. Ăn bụng không phải ạ? Một trăm chín mươi tám. À, tất nhiên phải ăn cơm bằng bát rồi ạ. Ăn muối ăn mắm. Váy này 198 nhá, lúc nãy các chị nào ở áo không đen nhá. 198.000 chị nhá, váy này 198.000. Áo phông bo gấu đi ạ. Áo phông bo gấu này đêm giá là 165 nhá. 165. Có chị gần đúng rồi nhá. Có một chị gần đúng rồi ạ. Em thấy có một chị comment gần đúng rồi nhá. Em thấy có một chị comment gần đúng rồi này. Không, áo ngắn bo gấu màu vàng hồng mà vừa nãy em nhìn. À hình như là kéo xóa neo. Phải không? Ăn cơm với canh không phải, ăn cơm cả cháy không phải nhá. Áo vàng của chị này đi. Không chị phải, này. Không phải. Nhưng mà không phải. Đây này. Chả không. Đây. Đâu? Đây. Đó. Các chị ơi nhớ là phải chị chia sẻ trước cái comment nhá. Bà các chị ơi nhớ là phải chia sẻ trước cái comment nhá. Tại vì bên em chỉ tính với những ai chia sẻ thôi ạ. Nếu mà chị nào chưa chia sẻ thì bên em cũng không tặng quà đâu ạ. Thế nên là các chị chia sẻ nhá. Bao giờ mà lên đến 150 người xem này, 150 người xem em tặng quà các chị nhá. 127 lên 150 người xem em tặng quà nhá. 122 ạ. Các chị ơi chia sẻ đi ạ. Em thấy có chị gần đúng rồi, chia sẻ lên 150 đi để em tặng quà. 138 rồi. 146, 150 đi để bên em tặng quà nhá. Lên 150, đây là món ăn hàng ngày nhà nào cũng có nhá. Món ăn hàng ngày nhà nào cũng có này. Các chị ơi nhớ là chia sẻ đi ạ. Chia sẻ đi nhá, lên 150 người xem. 150 người xem em bắt đầu ghim kết quả này. 150 150 người xem đi. Từ từ, 150 người xem đã. Mày cười đi. Các chị ơi nhớ là chia sẻ lên 150 người xem để bên em tặng quà nhá. Nếu mà chưa chia sẻ, nếu mà các chị chưa chia sẻ được xem chưa lên đến 150 bên em không tặng quà đâu ạ. 130 rồi chia sẻ tiếp giúp em nhá. Mỗi người chỉ cần chia sẻ vào 5 nhóm công khai giúp em này. 5 nhóm công khai lên 150 thì em sẽ ghim này chị ạ. Lên 150 thì em ghim nhá. Không phải ăn hết cả cháy đâu chị ơi. Các chị ơi ai đang comment chia sẻ giúp em, chia sẻ rồi bình luận tiếp ạ. Chia sẻ rồi comment tiếp nhá. Các chị chia sẻ đi ạ. 150 người xem em tặng này. 150 người xem em tặng quà cho các chị nhá. Em để lên đến 126 rồi đấy ạ. 129, 130. Tăng lên 150 em sẽ tặng quà nhá. Em ghi bất kỳ chị nào mà comment đúng này. Bây giờ là lên 150 để em ghi nào. Mọi người ơi xem live stream đi ạ. Mời bạn bè của mình vào xem để lượt xem tăng lên nhá. Ăn cơm ăn cá không phải đâu ạ. Ăn tục tham uống. Các chị ơi đây là một món ăn cho mâm cơm nhá. Một món ăn cho mâm cơm. 125 người xem rồi mọi người ơi, chia sẻ tiếp đi ạ. 150 người xem để bên em tặng quà nào. 150 người xem đi ạ. Các chị nhớ là phải chia sẻ trước khi comment nhá. Nếu mà comment đúng mà không chia sẻ thì bên em không tặng quà đâu, vì bên em sẽ kiểm tra lại đi ạ. Em thấy có rất là nhiều người comment đang có vẻ là rất là hợp lý rồi. Mọi người ơi chia sẻ đi ạ. Lên đến 150 người xem em mới bắt đầu ghim nhá. Mới 120 thôi, chia sẻ lên 150 đi ạ. Nếu mà chưa lên đến 150 bên em không tặng quà đâu các chị ạ. Chưa lên đến 150 bên em không tặng quà nhá. Thế nên là các chị chia sẻ lên đến 150 để bên em ghim nào. Nhớ chia sẻ live stream để được xem tăng lên 150 thì em ghim nhá. Em chào chị lên 150 thì em sẽ ghim nào. Mọi người ơi chia sẻ mạnh vào đi ạ. Chia sẻ mạnh vào để được xem tăng lên 150 thì em ghim nhá. Các chị ơi chia sẻ nhiệt tình, càng nhiều người chơi càng vui nhá. Câu này rất là đơn giản thôi. Em thấy có rất là nhiều người trả lời rất là hợp lý rồi. Nhưng mà chưa lên đến 150 là bên em chưa ghim kết quả này. Chưa lên đến 150 bên em chưa ghim kết quả nhá. 126 người đang xem rồi này. Mọi người ơi chia sẻ để lượt xem tăng lên đi ạ. Tăng lên 150 đi nhá. Tăng lên 150 thì em sẽ ghim này. Tăng lên 150 thì em sẽ ghim kết quả nhá. 132 người đang xem rồi. 136 này. Mọi người ơi cố lên ạ. Mỗi người chỉ cần mời bạn bè của mình vào xem. Rồi, chia sẻ đi mời bạn bè của mình vào xem để lượt xem tăng lên 150 nhá. Mọi người ơi nhanh. Bọn em bây giờ chỉ chờ lên đến 150 để tặng quà thôi này. Lượt xem tăng lên 150 em sẽ ghim này. Mượt xem lên 150 em ghim nhá. Mọi người ơi cố lên. 138 rồi này. 138 rồi. Chia sẻ live stream đi ạ. Mỗi người hãy mời bạn bè của mình vào xem nhá. Mời bạn bè của mình vào xem để lượt xem tăng lên này. 136 người, 138 rồi, 139 rồi. Chia sẻ đi ạ, chia sẻ các chị ơi. 142 rồi. 150 đi để bên em ghim kết quả nhá. 150 đi để em ghim kết quả. Em thấy có người
Đúng thì im chị. À không, ở bên em phải có điều kiện chơi nhá, 146 rồi. À, nếu mà các chị chơi thấy vui thì cứ comment nhiệt tình đi ạ. Nhớ là phải chia sẻ trước khi comment nhá. Bên em chỉ tặng quà cho ai chia sẻ thôi. Nếu như mà không chia sẻ bên em cũng không tặng quà đâu, dù có trả lời đúng em cũng không tặng quà nhá. Chia sẻ giúp em lên đến 150 đi ạ. Mỗi người chỉ cần chia sẻ bước chút thời gian chia sẻ vào 5 nhóm công khai trên Facebook giúp em nhá thì bên em mới tặng quà được. Lúc này em thấy lên đến 14 mấy rồi, 130 rồi, 20 người nữa thôi. Các bạn các chị mời bạn bè tham gia đi ạ. À mọi người ơi, 141 rồi ạ. Mọi người cố lên ạ, chia sẻ chỉ cần mời bạn bè của mình vào xem thôi nhá. Mời bạn bè của mình vào xem để nó xem tăng lên 150. Em sẽ ghi này 151 rồi, ok này. Em ghi kết quả này. Ok, bên em ghi kết quả các chị nhá. Bên em ghi kết quả bất kỳ nhá. Xem chị có đang chơi không? Chị Ly Mỹ Lan, chị Ly Mỹ Lan. Chị Ly Mỹ Lan ơi, em ghim chị là người trả lời đúng nhá. Chị có đang xem livestream không ạ? Nếu mà chị đang xem thì chị comment lại bên dưới giúp em này. Chị Ly Mỹ Lan ơi, nếu mà chị đang xem chị comment lại bên dưới giúp em nhá. Xúc có chân váy đen kẻ xẻ tà quá. Chị ơi, váy đen xẻ tà. Bên em chỉ có chân váy jean xanh xẻ tà thôi các chị này. Chân váy jean xanh xẻ tà thôi các chị nhá. Em công bố đáp án nhá. Em công bố đáp án này, đáp án của bên em đưa ra đây nhá. Em công bố đáp án nhá. Chị Ly Mỹ Lan là người có đáp án đúng nhá. Và chị là người comment đầu tiên nhá. Chị Ly Mỹ Lan là người có đáp án đúng ạ. Em công bố kết quả đây nhá. Ăn nhanh cả cạn này. Em công bố kết quả đây nhá. Kết quả bên em đây ra. Chị Ly Mỹ Lan ơi, chị có đang xem like không ạ? Chị đang xem like thì chị comment lại bên dưới giúp em đi ạ. Chị đáp án của bên em đây nhá. Đáp án đây ạ. Đáp án là anh canh cả cạn nhá. Chị My Mỹ Lan là người comment đúng nhá. Ok chị Ly Mỹ Lan. Chờ đến tối thì em sẽ gọi điện lại và gửi hàng cho chị sau nhá. Chị comment lại chưa? Rồi có chị ạ rồi. Ok chị Ly Mỹ Lan nhá. Hôm nay bên em có rất là nhiều hàng mới về nên là các chị ơi muốn xem gì thì comment nhiệt tình bên dưới giúp em. Hôm nay bên em đã tặng quà cho hai người rồi đó ạ. Ngày nào bên em cũng chơi mini game tặng quà nhá. Thế nên là các chị cứ comment nhiệt tình lên, hôm nào bên em cũng tặng quà. Ok chị Ly Mỹ Lan nhá. Em cảm ơn chị ạ. Chị ơi chị chia sẻ giúp em tiếp đi nhá. Các chị nhớ là chia sẻ vào các hội các nhóm công khai giúp em ạ. Mỗi chị bớt chút thời gian bên em giúp bên em mà chia sẻ vào 5 nhóm công khai nhá. Càng nhiều người xem livestream thì càng tốt vì bên em sẽ giới thiệu sản phẩm nhá. Ăn ghế chả. Không phải ăn ghế chả bàn, không phải đâu các chị ơi. Bên em đã có kết quả nhá, ăn canh cả cặn rồi ạ. Bên em có kết quả là ăn canh cả cặn nhá. Kết quả bên em là ăn canh cả cặn các chị ạ. Em chúc mừng chị Ly Mỹ Lan đã làm đúng, đã trả lời đúng rồi các chị nhá. Có rất là nhiều người trả lời đúng nhưng mà bên em chọn ngẫu nhiên một chị trả lời đầu tiên ạ. Bên em chọn ngẫu nhiên một chị trả lời đầu tiên nên là bên em ghi kết quả nhá. Em cảm ơn chị Ly Mỹ Lan ạ. Đây áo trắng nhúng nhúng. Chị Uyên Bách ơi, chị lấy áo trắng nhúng nhúng là áo trắng nào nhỉ? Áo này đúng không chị nhỉ? Áo trắng này này, áo trắng này có giá chỉ 99.000 thôi các chị này. Áo trắng tay em đang cầm nhá, áo phông trắng tay em đang cầm giá là 99.000 thôi các chị ạ. 99.000 nhá, 99.000. Chị nào muốn mua không ạ? Chị nào muốn mua thì chụp màn hình lại giúp em nhá. Áo trắng này 99.000 ạ. Có màu hồng trắng. Hồng trắng đen, màu hồng trắng đen nâu. Ok các chị em mặc thử áo trắng này cho các chị xem nhá. Áo trắng nhúng này có giá chỉ 99.000 thôi. 99.000 thôi các chị nhá, rất là rẻ luôn. Áo trắng bên em về rất là nhiều, cực kỳ rẻ luôn nên chị nào muốn xem gì thì cứ comment nhiệt tình bên dưới giúp em ạ. Áo trắng này đó. Áo trắng áo nâu nhúng này nhá, có giá là 120.000. 120.000 nhá chị nhá. Chị nào muốn xem gì thì chị ơi zoom bên em chưa về ạ. Chị ơi zoom bên em chưa về nhá. Hôm nay em dạ đúng rồi. Ok ok chị Yên Bách, chị ơi bên em thử áo dúm cho chị xem nhá. Em mặc cái cặp này thôi. Áo dúm này chị nhá. Áo dúm này có giá là 99.000 ạ. Cái này là nó ấy. Nhưng nó phải như thế này, cái vai nó phải đến đây. Áo này 99.000 á chị nhá. Áo này mà rất là xinh, có trắng hồng đen nâu, trắng hồng đen nâu, bạn mẫu đang mặc màu trắng á chị nhá. Giá chỉ 99.000 thôi ạ. Các chị ơi đang xem thì chia sẻ vào các hội các nhóm công khai giúp em ạ. Nhớ là chia sẻ vào các hội các nhóm công khai để bên em ngày mai bên em sẽ chơi mini game cho các chị tiếp nhá. Hôm nay bên em giới thiệu sản phẩm này. Có đẹp tay không ạ? Em nói cân nặng mặc được đi. À chị ơi cân nặng à, áo này thì tầm 55 cân trở xuống mặc vừa nhá. Chỉ có giá là 99k thôi nhá. Cực rẻ luôn ạ. 99k một mẫu này thôi mọi người nhá. Chị ạ. Chỉ 99.000 một chiếc thôi, cực rẻ luôn ạ. Có bẹt vai không? Em có rất nhiều áo bẹt vai nhá. Mẫu như em đang mặc này là có giá là 199
cũng rất là xinh, đủ size SML nhá. Đủ size SML giá là 186.000, 186.000. Em biết chị quá đi trong đấy. Chị Biển Nguyễn ơi, em có thấy rồi nhá. Em có thấy chị rồi đấy ạ. Ờ, chơi tiếp đi chị ạ. Em chào lên các chị nhá, tại vì comment quá là nhiều nên là nó nhanh trôi lắm. Các chị có comment nhiệt tình vào bên em sẽ đọc được cho các chị nhá. Các chị mà comment nhiệt tình vào nhớ là chia sẻ giúp em, nhớ là chia sẻ chính nhân cá nhân giúp em để nhận nhiều ưu đãi nhá. À, áo em đang mặc này là 99.000 một chiếc nhá. 99.000 thôi mọi người ạ. Em xem baby doll luôn nhá. Em lấy mấy cái baby doll ngắn ạ. Baby doll ngắn, ok chị, baby doll. Mẫu như em đang mặc đây chỉ 99.000 một chiếc thôi nhá. Có cả màu đen này, màu đen, màu trắng, màu màu hồng, màu đỏ nhá. Có rất nhiều màu, chỉ 99.000 một chiếc thôi nhá. Baby doll ngắn nhá. Ok, baby doll này các chị ơi, baby doll này, baby doll này các chị mà càng béo thì mà càng xinh nhá. Càng béo mà càng xinh. Áo tay em đang cầm baby doll càng béo mà càng xinh nhá. Giá là 198.000, các chị chia sẻ đi để nhận ưu đãi bên em ạ. Chia sẻ nhá, chia sẻ thì mua 5 cái của em giảm 10% này. Chia sẻ đi, các chị mà mua các chị nhớ là chia sẻ để nhận nhiều ưu đãi bên em nhá. Mua 5 sản phẩm bên em giảm 10% nhá. Mua 5 sản phẩm bên em giảm 10% nhá. Áo tay em đang cầm giá là 198.000 các chị ạ. Baby doll ngắn nhá. Chị Biển Nguyễn có thấy em đang like áo baby doll cho chị xem không ạ? Áo này giá là 198 nhá các chị ơi, chia sẻ đi ạ. Mua 5 sản phẩm bên em để được giảm 10% nhá. Mua 5 sản phẩm bên em để được giảm 10% ạ. Nhớ là phải chia sẻ thì bên em mới áp dụng nhá. Chia sẻ bên em mới áp dụng ạ. Khi hàng có về chả hiểu. Có sơ mi chị Ngọc Hà ơi, nhà em có sơ mi chị Ngọc Hà nhá. Có rất là nhiều sơ mi, có rất là nhiều sơ mi, chị muốn xem sơ mi ạ. Ở đây phía sau chị có nhiều áo ngắn bo gấu lắm, em xem. Ok, áo ngắn bo gấu ạ. Áo ngắn bo gấu thì bên em có các kiểu dáng như thế này nhá. Nếu mà chị muốn xem áo phông thì bên em cho xem áo phông này. Áo phông kẻ sọc, áo phông hình ạ. Áo phông hình nhá. Có rất là nhiều luôn chị ơi. Áo phông sọc này, áo phông sọc tay em đang cầm có màu đen, màu đỏ này. Đen đỏ này. Áo đen đỏ này 120.000 nhá. 120.000 thôi. Các chị ơi chia sẻ đi ạ. Mua 5 sản phẩm em tặng sản giảm 10% nhá. Mua 5 sản phẩm em giảm 10% nhớ là phải chia sẻ đi ạ. Nhớ là phải chia sẻ để em áp dụng cho các chị nhá. Các chị ơi phải chia sẻ nhá. Mua 5 sản phẩm em sẽ giảm 10% cho các chị đi ạ. Áo vải bao gấu, áo vải bao gấu, áo phông chiếc là méo này. Chị Biển Nguyễn ơi, đây là áo bệt vai ạ, áo bệt vai nhá. Áo chị Ánh Hồng Quang ơi, em không chơi mini game nữa nhá. Ngày mai đi ạ. Hẹn chị ngày mai nhá. Giờ này ngày mai em lại chơi mini game nữa nhá. Nhiều áo vừa nhìn thấy ở giữa dãy phía sau ấy. Chị Ánh Hồng Quang ơi, em không chơi nữa nhá. Chị Biển Nguyễn ơi, em giới thiệu sản phẩm nhá. 160.000 này chị này, áo bo gấu 160.000 bệt vai nhá. Các chị mặc cổ tròn được, mặc thành cổ thuyền cổ tròn được. 160.000 chị nhá. 160.000 thôi. Em đọc mã cho chị áo này nè, mã là 9M076 nhá, 9M076. Có màu đỏ màu vàng nhá. Các chị ơi chia sẻ đi ạ, chia sẻ giúp em nhá. Chia sẻ để nhận nhiều ưu đãi bên em. Mua 5 sản phẩm bên em sẽ giảm 10%. Các chị nhớ chia sẻ giúp em. Chia sẻ giúp em để mua 5 sản phẩm bên em sẽ giảm 10% các chị nhá. Còn em áp dụng ngay trên livestream này, mua 5 sản phẩm giảm 10%. Các chị chia sẻ đi ạ, mua 5 sản phẩm để em giảm 10% cho các chị nhá. Chị Sen Hương ơi, em không hỏi câu hỏi đấy nữa đâu ạ. Chị Sen Hương ơi, em có người trả lời đúng câu hỏi đấy rồi nhá. Câu hỏi đấy có đáp án là ăn canh cả cạn chị nhá. Chị Sen Hương nhá. Các chị ơi, ai đang xem thì chia sẻ giúp em ạ. Bớt chút thời gian chia sẻ vào hội các nhóm giúp em nhá. Mua 5 sản phẩm em giảm 10% nên là các chị chia sẻ đi để nhận ưu đãi bên em ạ. Áo phông em thì rất là nhiều này, mọi người muốn xem áo phông không ạ? Chị nào muốn xem áo phông thì có comment nhiệt tình giúp em nhá. Áo phông Chanel này, áo phông Chanel rất là hot, năm nay em bán rất là chạy luôn. Có giá là 138.000 các chị nhá. Áo này này, áo em đang cầm 138.000, áo phông em chỉ hơn 100.000, từ 99.000 thôi. Từ 99.000 hơn một chút thôi là mua được áo phông em rồi nhá. Áo phông tay em đang cầm 138 này. Chị nào đang xem thì chia sẻ giúp em đi ạ. Chia sẻ giúp em nhá. Chia sẻ để mua 5 sản phẩm mà bên em sẽ giảm 10% cho các chị này. Mua 5 sản phẩm giảm 10% nhá. Bo gấu ở dưới á. Bo gấu ở dưới mà chị. Cái sản phẩm nào nhá? Bo gấu ở dưới là áo phông hay áo trễ vai hả chị? Chị ơi, áo phông hay áo trễ vai chị? Chị Biển Nguyễn là like sơ mi, ok chị. Em like một vài mẫu sơ mi nhá. Chị muốn xem sơ mi trắng hay sơ mi màu, sơ mi hoa gì nhở? Chị comment rõ giúp em nhá.
Và chị nhớ là chia sẻ trước khi comment giúp em. Các chị chia nhớ là có chia sẻ trước khi comment nhá. Bên em sẽ tặng cho, sẽ giảm giá cho chị nào mà chia sẻ 5 lần trên các nhóm công khai. Chia sẻ 5 lần cho các nhóm công khai mua 5 sản phẩm em giảm 10%. Rất là nhiều luôn nè. Trễ vai. Ok, chị Bỉ Nguyễn trễ vai. Chị Bỉ Nguyễn bảo là trễ vai. Ô chị Biển Nguyễn ơi, trễ vai đây ạ. Trễ vai này nhá, trễ vai bo gấu này. Trễ vai bo gấu ở tay nhá. Sản phẩm này bên em bán rất là chạy. Giá là 162.000 nhá. 162.000 thôi các chị ạ. Chất đẹp. Bà mẫu này bán cực kỳ hot. 162.000 162.000 ạ. Sơ mi màu ok chị. Ok chị Ngọc Hà, sơ mi màu đúng không ạ? Chị đợi em một chút, em sẽ like sơ mi màu với chị nhá. Sơ mi màu có rất là nhiều luôn. Ok, sơ mi màu. Năm nay mốt kẻ sọc này chị Ngọc Hà này. Áo tay em đang cầm ở 198.000 chị nhá. Các chị ơi nhớ lại chia sẻ trước khi comment giúp em. Nhớ lại chia sẻ trước khi comment nhá. Mua 5 sản phẩm em sẽ giảm 10% đấy ạ. Mua 5 sản phẩm em giảm 10% cho các chị nhá. Cho chị xem lại sơ mi vàng vừa rồi. Sơ mi vàng vừa rồi à? Ok chị sơ mi vàng ạ. Đây ạ. Có thể mặc cổ tròn hoặc bệt vai được các chị nhá. Mặc cổ tròn cũng được mà mặc bệt vai cũng được. Giá sản phẩm là 160.000 các chị nhá. Các chị chia sẻ đi ạ. Mua 5 sản phẩm em sẽ giảm 10% này. Mua 5 sản phẩm em giảm 10% nhưng mà nhớ là phải chia sẻ trước khi comment ạ. Các chị nhớ là chia sẻ với hội các nhóm công khai nhá. Mua 5 sản phẩm em giảm 10% cho các chị ạ. 160.000 nhá chị Hoa Thanh nhá. 160.000 đây nhá, em dơ kỹ nhá. 160.000. Mọi người ơi, muốn xem gì thì cứ comment bên dưới nhá. Muốn xem gì cứ comment bên dưới giúp em đi ạ. Hàng bên em về cực nhiều các mẫu luôn. Như áo sơ mi em đang mặc này là 199.000 này. Như áo sơ mi em đang mặc này là 199.000 nhá. Có cả màu trắng, màu xanh nữa. Em đang mặc này là màu lòng tôm nhá. Màu như em đang mặc này là màu lòng tôm. Giá của nó là 199.000 ạ. Bên em chào chị Phúc Lê nhá. Áo phong ạ. Em giới thiệu cho mọi người xem các mẫu áo phông của bên em nhá. Áo phông bên em cực nhiều luôn. Áo phông Thái bên em rất nhiều luôn ạ. Thấy mình em thấy chị Phúc Lê ạ. Phúc Lê nhá. Chào chị Phúc Lê, em có giá trị rồi đấy ạ. Em giới thiệu cho mọi người xem một mẫu áo phông vàng này. Áo phông vàng chanh này cực nổi da luôn nhá. Năm nay rất to hot màu vàng luôn ạ. Màu vàng năm nay cực hot luôn mọi người nhá. Áo phông Fetch LV, cái này có giá là 168.000 ạ. Phông dáng rộng nhá. Dáng gió quần mọi người ạ, dáng gió quần nhá. Mặc này là mặc kiểu gió quần này, chất này cực đẹp luôn. Có giá của nó là 168k nhá. Có cả màu trắng nữa. Các chị ơi, ai đang xem thì nhớ chia sẻ giúp em nhá. Này. Váy bò xanh bao nhiêu ạ? Váy bò xanh kìa. Chị ạ. Xem giá đi. Váy bò xanh này thì có giá là 180.000 nhá. Có size 180.000 các chị ạ. 180.000 mẫu đấy ạ. Có size SML mọi người nhá. Mọi người muốn xem gì cứ comment bên dưới giúp em nhá. Muốn xem gì cứ comment bên dưới giúp em đi, có lá không? Đơn giản chạy đúng không? Hơn mà. Các chị ơi, các chị nào muốn xem thì có comment nhiệt tình bên dưới giúp em nhá. Bên em nếu mà chị nào chia sẻ càng nhiều thì bên em sẽ càng giảm giá cho các chị đấy ạ. Mua 5 sản phẩm em giảm 10% nhá. Nhớ là phải chia sẻ 5 lần trên các nhóm, các hội, các nhóm công khai này. 5 hội nhóm công khai trên Facebook nhá. Và trang cá nhân của các chị, nhớ là mời thêm bạn bè nữa thì mua 5 sản phẩm em giảm 10% nha các chị nhá. Nhớ là mua 5 sản phẩm em giảm 10% cho các chị ạ. Thế nên là các chị chia sẻ nhiệt tình nhá. Bạn chia sẻ càng bạn càng chia sẻ càng ít người xem chị ạ. Không phải đâu chị Phúc Lê ơi, Facebook đang giảm tương tác là xem ảnh ấy ạ. Ảnh thì mới ít lượt tương tác, đăng ảnh mới ít lượt tương tác, nhưng mà livestream thì các chị cứ mời bạn bè vào xem đi ạ. Càng nhiều người xem càng tốt chị nhá. Các chị ơi chia sẻ giúp em, nhớ là chia sẻ vào các hội các nhóm công khai trên Facebook. Chia sẻ vào các hội các nhóm công khai trên Facebook giúp em nhá. Càng nhiều người xem này, càng nhiều người xem em càng giảm giá các chị nhá. Mua chị nào mà chia sẻ vào 5 nhóm công khai trên Facebook và trang cá nhân của các chị thì đến đây mua 5 sản phẩm em giảm 10% cho các chị luôn. Mua 5 sản phẩm em giảm 10% nhá. Thế nên là chị nào đang xem thì chia sẻ nhiệt tình giúp em có rất là nhiều màu áo phông mới về đấy ạ. Em có rất là nhiều màu áo phông mới về, chị nào muốn xem thì được comment nhiệt tình bên dưới nhá. Các chị muốn xem các chị muốn xem áo phông Adidas không ạ? Chị ơi có quần đùi không ạ? Chị Quỳnh Như ơi, bên em có chị Quỳnh Như nhá. Có chị Quỳnh Như ạ, có rất là nhiều quần đùi, chị muốn xem quần đùi vải hay là quần đùi bò chị nhỉ?
sóc bò hay sóc vải hay sóc trắng, comment rõ giúp em nhá, comment rõ giúp em ạ. Mọi người ơi, chia sẻ đi để được giảm giá nhá, chia sẻ đi để mua hàng bên được giảm giá. 5 sản phẩm giảm 10%, 5 sản phẩm giảm 10%, chia sẻ đi bên giảm giá nhá các chị ạ. Dù bạn bè mua cũng được nhá, dù bạn bè mua cũng được, cứ 5 sản phẩm em giảm 10% nên các chị chia sẻ nhiệt tình đi ạ. Quần đùi bên em có rất nhiều nhá, quần đùi vải là quần đùi bò bên em có rất nhiều luôn ạ. À, chị Nguyễn Quỳnh Như ơi, chị muốn xem mẫu gì thì comment cụ thể lại giúp em được không ạ? Chị comment cụ thể giúp em chị nhá. Đùi vải à? Ok, đùi vải ạ. Đùi vải, quần đùi vải. Em giới thiệu cho mọi người xem một mẫu áo phông này, áo phông Adidas này, okay, màu này cực vải. Xinh luôn đấy ạ. Coi quần jean đùi lưng cao à? Jean đùi lưng cao à? Quần đùi vải á. Ok, đùi vải cho các chị nhá. Mọi người ơi, ai đang xem thì chia sẻ giúp em đi, nhớ là chia sẻ nhá. Mua 5 sản phẩm em giảm 10% cho chị nào mà chia sẻ càng nhiều càng tốt. Nhớ là rủ bạn bè cũng được. Cứ 5 sản phẩm em giảm 10% cho các chị, nên là các chị chia sẻ nhiệt tình đi, bên em sẽ kiểm tra. Đến đây bên em sẽ kiểm tra nhá. Đến đây bên em sẽ kiểm tra là các chị đã chia sẻ chứ nhá. Nhớ là chia sẻ các hội các nhóm công khai trên Facebook, cộng trang cá nhân của các chị nữa ạ. Em giơ cho mọi người xem một mẫu quần quần sóc đùi vải nhá. Quần này mặc cực mát luôn này, dáng thể thao này, các chị có thể đóng thùng với áo. Nhìn nhờ. Áo này thì quần như em đang quần cầm này có giá là quần jean đùi lưng cao hả chị? 88.000. Nhầm. Các chị ơi, ai muốn xem sản phẩm nào thì cứ chia sẻ và comment nhiệt tình giúp em. Chia sẻ, nhớ là phải chia sẻ giúp em nhá. Các hội các nhóm công khai càng tốt ạ. Chia sẻ vào các hội các nhóm công khai càng tốt. Hôm nay bên em sẽ like rất là nhiều hàng mới về, rất là nhiều hàng mới về cho các chị xem nhá. Nếu mà các chị chia sẻ càng nhiều, bên em sẽ giảm giá càng nhiều đấy ạ. Mọi người ơi, em đưa cho mọi người xem mẫu này nhá. Mẫu quần thể thao này chỉ 88.000 một chiếc thôi nhá. Cực rẻ luôn, chỉ 88.000 một chiếc này thôi ạ. Các chị có thể mặc đi tập gym hoặc là mặc ở nhà, mặc đi chơi đều ok hết. Cực xinh luôn này, chỉ 88.000 một chiếc thôi nhá. Có màu đen rồi, hai đường sọc ở bên nhá. Dáng quần thể thao đấy ạ. Chất này mặc rất thoải mái luôn ạ. 88.000 một mẫu này mọi người nhá. 88.000 thôi ạ. Mọi người ơi chia sẻ giúp em đi ạ. Chia sẻ càng nhiều càng tốt nhá. Chị xem quần đùi jean cao ý chế cao. Ok chị Quỳnh Như, ok chị Quỳnh Như, quần đùi jean cao ạ. Quần đùi cặp cao đúng không, mà chất bò đúng không? Ok chị nhá, bên em về hàng rất là nhiều, nên là chị nào ở Hà Nội em mời các chị qua shop em xem đồ nhá. Các chị ơi chia sẻ giúp em, chia sẻ vào các hội các nhóm công khai trên Facebook và trang cá nhân của các chị, và trang cá nhân của các chị nhá. Nhớ là phải chia sẻ càng nhiều càng tốt. Các chị đến mua hàng bên em sẽ giảm giá nhá. Mua hàng qua livestream luôn cũng được, giảm giá nhá. Dù bạn bè 5 sản phẩm em giảm 10% các chị ạ. 5 sản phẩm, cứ 5 sản phẩm là bên em giảm 10% cho các chị nhá. Quần jean đây chị Quỳnh Như ơi, quần jean chị Quỳnh Như. Các chị ơi ai muốn xem thì comment giúp em nhá. Em cho các chị xem này. Chị Quỳnh Như ơi, quần jean này, quần jean trắng này bên em nhá. Quần sóc trắng này bên em đang có giá là hơn 100.000 thôi, 168.000. Đủ size SML các chị nhá, 168.000 đủ size SML. Năm nay bán rất là chạy, quần đinh kiểu này đấy các chị ạ, 168.000 nhá. Chị Quỳnh Như ơi, chị có đang xem không ạ? Comment giúp em nhá, đang xem comment giúp em. Nhớ là chia sẻ đi để nhận nhiều ưu đãi bên em nhá. Như quần này, quần sock này này, quần sock đùi BM đang em đang cầm BM có giá là 186.000. Mã là 9Q032, 9Q032. Đủ size SML các chị nhá, 186.000 thôi, rất là rẻ, 186.000 rất là rẻ. Các chị ơi ai đang xem thì chia sẻ đi, chia sẻ giúp em nhá. Nhớ là chia sẻ càng nhiều càng nhận nhiều ưu đãi nhá. Giới thiệu cái áo phông đi. Áo phông đi. Các chị ơi muốn xem áo phông không ạ? Áo phông về rất là nhiều hàng. Áo phông bên em về rất là nhiều hàng, nên chị nào muốn xem áo phông comment nhiệt tình giúp em nhá. Áo phông bên em về rất là nhiều hàng luôn, giá chỉ hơn 100.000. Từ 99.000 là đã mua được áo phông bên em rồi đấy ạ. 99.000 các chị nhá. Chị nào muốn xem thì comment nhiệt tình giúp em đấy ạ. Comment nhiệt tình giúp em. 99.000 là bên em đã được một sản phẩm áo phông rồi, về rất là nhiều hàng. Các chị mua 5 sản phẩm em giảm 10% cho chị nào mà chia sẻ nhiệt tình nhá. Chị nào chia sẻ càng nhiều càng tốt, cứ mua 5 sản phẩm em sẽ giảm 10% cho chị nào mà chia sẻ nhá. Bên em chỉ áp dụng với chị nào chia sẻ thôi ạ. Okay. Em giới thiệu cho mọi người xem một mẫu áo phông hình môi trái tim nhá. Cái này có hai màu đen trắng này, chất này rất mát luôn đấy ạ. Giá áo này là 165.000 nhá. Mã của nó là 9A274 ạ. 9A274 một mẫu này nhá. Giá là 165.000, có hai màu như em đang cầm là đen và trắng đấy. Chất này cực mát luôn ạ. Các chị có thể đóng thùng với quần jean này ạ.
chất đẹp ạ. Phong kiểu phong lạnh nhá, phong chất lạnh nhá, mặc cực kỳ mát luôn ạ. Giá chỉ 165k một mẫu này nhá. Mã của nó là 9A274 ạ. 9A274 nhá, giá là 165k, hai màu đen trắng mọi người nhá. Chất này cực kỳ mát luôn ạ. Các chị ơi, ai đang xem thì chia sẻ giúp em đi ạ. Đang xem chia sẻ giúp em nhá. Muốn xem mẫu nào em cho xem trực tiếp luôn. Đầm, ok chị Hồng Hạnh. Ok chị Hồng Hạnh nhá. Em giới thiệu vài dáng vài suông nha chị nhá. Giới thiệu vài dáng vài suông nha chị ạ. Biết cầm cái này đi chị đang ngồi. Đầm bên em nhá, đầm bên em rất là nhiều luôn. Như mẫu này giá chỉ 200 luôn nhá. Cực hot luôn nhá, giá là 201 nhá. 201 mọi người ạ, chất này rất mát luôn ạ. Ở phong kẻ ngang nhá, chị em bầu bí đều mặc được hết này. Bầu bí đều mặc được, giá chỉ 201 một mẫu này nha. Mã của nó là 9B023 này, 9B023 nhá. Nếu mọi người ưng mẫu này thì hãy inbox qua shop em mã 9B023 màu đen giúp em ạ. Giá của nó là 201 nhá. Giá của mẫu này là 201 ạ. Mẫu này là cháy inbox luôn đi ạ. Hàng về mẫu này số lượng rất nhiều mà bây giờ chỉ còn 1 đến 2 chiếc ở từng cửa hàng thôi, nên mà mọi người muốn mua thì hãy nhanh tay đặt hàng giúp em nhá. Có áo thun không ạ? Em có xem áo thay bo gấu cục tay, không phải không bo ở giữa. Bo gấu á? Cục tay không phải bo ở giữa. Mấy cái dáng màu hồng ấy em. Màu hồng ấy. Không phải bo ở giữa mà bo gấu. Đấy. Không hồng đấy. Bo đấy là ý là có cái đường viền đấy, có cái đường viền đấy. Áo màu hồng ấy. Không, cái hồng của mà. Hồng gì? Hồng đấy. Bên. Các chị ơi, có rất là nhiều mẫu đẹp nhá, nên là các chị có comment nhiệt tình giúp em đi ạ. Các chị comment nhiệt tình giúp em nhé. Chia sẻ càng nhiều thì lượt tương tác bên em càng nhiều thì bên em giới thiệu sản phẩm cho các chị càng nhiều hơn nhé. Nhớ là cứ mua 5 sản phẩm thì bên em sẽ giảm 10% cho các chị. Chị nào càng chia sẻ càng nhiều bên em đến đây bên em sẽ giảm luôn cho các chị luôn. Các chị mua qua online cũng được, cứ 5 sản phẩm bên em sẽ giảm 10% cho các chị nhé. Cầm tay kìa. Cái gì? Cầm tay. Chị bảo cái áo nào màu hồng em chưa. Đấy. Có bo ở đấy. Đây á? Ừ, có bo ở trên cổng tay với lại bên dưới đây này. Đây không phải đâu, sao lại cái này? Chả biết được, cứ giới thiệu. Chị nhầm mà. Mọi người em giới thiệu cho mọi người xem một mẫu áo phông dáng rộng này. Áo phông này thì có giá là 165k nhá. Có cả màu đỏ, màu trắng, màu đen, màu hồng này, đỏ trắng đen hồng nhá. Đỏ trắng đen hồng giá chỉ 165k, mã của nó là 9A293 nhá. 9A293 này có bo gấu ở bên dưới đấy ạ. Có bo nhá, giá là 165k mọi người ạ. Có cả trắng đen hồng đỏ nhá, trắng đen hồng đỏ ạ, có 4 màu tất cả nhá. Có rất là nhiều sản phẩm đấy các chị ơi, comment đi ạ. Hôm nay thì em chỉ giới thiệu áo phông thôi nhá, còn chị nào muốn xem gì thì hãy comment bên dưới đi. Nói chung em sẽ hôm nay em sẽ chuyên giới thiệu về áo phông này, chủ yếu là giới thiệu áo phông thôi ạ. Mẫu như em đang cầm này cũng là một mẫu cực hot luôn của shop em đấy ạ. Giá là 198k nhá. Phông này là phông nhũ mọi người ạ. Phông nhũ hình con mèo này, hình đầu con mèo này cực xinh luôn ạ. Chân này mà không bị ngứa đâu nhá. Nhũ nhưng mà không bị ngứa này. Nó có lớp ở bên trong rồi mà không bị ngứa đâu. Giá của nó là 198k nhá. Cái này có mã là 8A109 ạ. 8A109 mọi người nhá. Mẫu này cũng cực hot luôn của shop em. Chỉ còn số lượng chỉ còn 1 đến 2 chiếc ở từng cửa hàng thôi. Nên là mọi người muốn mua thì hãy inbox vào shop em nhá. Mã 8A109 giá là 198k. Các chị ơi chia sẻ trước khi comment giúp em nhá. Các chị ơi comment nhiệt tình vào ạ. Comment nhiệt tình nhá. Hôm nay bên em sẽ giới thiệu sản phẩm nào, các chị muốn xem sản phẩm gì bên em giới thiệu sản phẩm đấy nhá. Nhớ là chia sẻ nhiệt tình giúp em. Các chị chia sẻ càng nhiều thì lượt tương tác càng tốt, bên em sẽ giảm càng nhiều cho các chị nhá. Lượt tương tác càng nhiều bên em sẽ giảm càng nhiều các chị. Cứ mua 5 sản phẩm là bên em sẽ giảm 10% nhá các chị ạ. Không áo vải ngắn bo gấu đến cặp quần thôi, ở đây phía sau chị có mà không phải treo trên cao. Chị ơi màu gì, chị Biển Nguyễn ơi màu gì à, chị comment rõ cho em nhá. Có rất là nhiều mẫu ở đằng sau nên chị comment rõ cho em là nó màu gì giúp em ạ. Đầm sọc bao nhiêu vậy? Chị ơi đầm sọc lúc nãy có giá là 201 chị nhá. Chị ơi 201 chị ạ. Chị Lan Trinh ơi, đầm sọc đấy có giá là 201 chị Lan Trinh nhá. Rất là rẻ luôn. Cực kỳ rẻ luôn, mẫu này cực hot luôn của show em đi ạ. Cháy inbox về lượng này luôn ạ. Giá là 201 mọi người nhá. Có hai màu là đen và xanh này. Màu như em đang cầm này là màu xanh nhá. Chị em bầu bí đều mặc được hết này. Phong cực rộng luôn nè. Dáng kiểu cổ tàu này. Rất là xinh. Đuôi cá ở bên dưới nữa nhá. Phong này rất rộng luôn. Giá chỉ 201 thôi ạ.
mã của nó là 9V023 nhá. Chị nào ưng mẫu này thì con inbox qua số em mã 9V023 màu đen giúp em ạ. Giá là 201 nhá. Mã 9V023 giúp em ạ. Bao nhiêu cân mang vừa? Từ 40 cân trở lên đến 60 cân trở xuống nhá. Mẫu này là 60 cân trở xuống mặc vừa này, 60 cân trở xuống mặc vừa mọi người nhá. Giá của nó là 201 ạ. 60 cân trở xuống mặc vừa nhá. Có viền cổ màu đen. Chị ơi, không có viền cổ màu đen đâu ạ. Có viền cổ màu trắng thôi chị Lan Trinh nhá. Sản phẩm đấy chỉ có viền cổ màu trắng thôi. Các chị ơi muốn xem thì comment nhiệt tình giúp em nhá. Nhớ là chia sẻ giúp em ạ. Chia sẻ vào cơ hội các nhóm công khai giúp em để em giảm giá cho các chị nhá. Mua sản phẩm để em giảm nhiều ưu đãi cho các chị ạ. Các chị chia sẻ nhiệt tình giúp em đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình giúp em nhá. Càng nhiều người chia sẻ thì bên em sẽ giảm càng nhiều cho các chị ạ. Bên em sẽ giảm mua 5 sản phẩm giảm 10% cho các chị nhá. Các chị chia sẻ đi ạ. Mua 20 sản phẩm là bên em giảm 20% nên là các chị chia sẻ nhiệt tình giúp em đi ạ. Có viền cổ màu đen không? Em giới thiệu cho mọi người xem một mẫu váy áo phông nữa nhá. Có màu nữa không? Màu gì? Có màu chi nữa không cho em xem? Là cái gì? Cái gì? Váy. À, quả áo phông xuống gần 75 cân vừa đấy. Mọi người em đưa cho mọi người xem một mẫu áo phông nhá. Áo phông này chất lạnh này, chất này cực mát luôn ạ. Áo phông này có giá là 168k nhá. Chất này cực mát luôn. Có áo phông suông rộng 75 cân à? Có không? Em có chị Phương Thu nhá. Chị ơi em có đấy ạ. Áo phông như em đang cầm này giá chỉ 168.000 nhá. Phông mèo Gucci này. Có rất nhiều họa tiết khác nhau đấy ạ. Chất này rất mát luôn mọi người ạ. Phông rộng nhá. Dáng này là không có sai. Hàng bên em hầu như là không có sai mọi người nhá. Chất này là chất lạnh nhẹ. Chất này mặc rất mát luôn ạ. Chỉ 168.000 nhá. Chỉ 168.000 một mẫu này thôi ạ. Cực rẻ luôn mọi người nhá. Chất này chất rất mát luôn ạ. Phông này cực hot luôn. Phông Gucci này. Phông Gucci. Năm nay Gucci đang mốt đấy mọi người ạ. Mốt năm nay là mốt Gucci nhá. Giá là 168.000 ạ. Có mấy họa tiết khác nhau đây nhá. Em giơ cho mọi người xem đây ạ. Phông Gucci cực hot luôn. Giá chỉ 168.000 một mẫu này thôi ạ. Chỉ 168.000 thôi nhá. Mẫu này cực hot luôn. Chất này mặc rất mát luôn mọi người ạ. Rất mát luôn nhá. Mọi người muốn xem gì cứ comment bên dưới giúp em đi ạ. Muốn xem gì cứ comment nhá. Em giới thiệu cho mọi người xem một mẫu váy phông này. Váy phông zip nhá. Váy phông này cực hot luôn. Hàng về rất nhiều mà bây giờ chỉ còn khoảng 1-2 chiếc thôi nhá. Số lượng có hạn. Số lượng có hạn nên là mọi người muốn xem gì thì cứ comment bên dưới đi ạ. Em chào chị Lan Trinh nhá. Chào chị Hoàng Nguyễn Lan Trinh ạ. Váy phông zip này thì có giá là 235.000 nhá. Cái này có cả màu hồng nữa. Màu hồng kẻ ghi và kẻ hồng nhá. Kẻ ghi kẻ hồng và đen ạ. Giá của nó là 235k một chiếc thôi nhá. Mã là 9V100 ạ. Mã là 9V100 nhá. Chất này là cực co giãn luôn nhá. Mặc chất này cực thích luôn này. Chất co giãn mọi người ạ. Giá chỉ 235k một mẫu này thôi nhá. 10m rưỡi ạ. Chị ơi chân váy 10m rưỡi ạ. Chân váy thì bên em có rất nhiều chân váy nhá. Rất nhiều chân váy luôn. Chị muốn xem chân váy màu gì ạ? Em có chân váy hầu như là có chân váy trắng và chân váy màu xanh gì nhá. Jean trắng và jean xanh nhà. Chị muốn xem mẫu màu gì ạ? Comment kỹ giúp em đi ạ. Chập shop inbox em được không? Chị Lan Trinh ơi, chị hãy inbox qua cho em sản phẩm chị muốn mua nhá. Hãy inbox qua cho em sản phẩm chị muốn mua. Chị muốn mua gì thì hãy inbox qua cho em nhá. Sau em sẽ check cho inbox cho chị ạ. Mẫu váy như em đang cầm này cũng là cực hot luôn nhá. Giá của nó là 235k này. Cho em xem coi kỹ váy sọc khi nãy với jean xanh ạ. Ok chị Hằng Thủy Trần nhá. Ok chị. Váy sọc này váy sọc em giơ kỹ cho chị xem đây nhá. Váy này có giá là 201 thôi ạ. Cực xinh luôn này. Thế phải jean xanh này ra đây em muốn. Váy này có giá là 201 nhá. Chỉ 201 chỗ này thôi ạ. Có cả màu xanh nữa. Màu như em đang cầm này là màu đen nhá. Cái sọc khi nãy. Chị Hoàng Nguyễn Lan Trinh ơi em giơ cho chị đây nhá. Chị chụp ảnh lại thì chị ok giúp em nhá. Comment ok giúp em để em biết chị đã chụp rồi ạ. Em giơ kỹ cho chị xem nha nhá. Váy này có giá là 201 ạ. Chỉ 201 mẫu này thôi chị nhá. Mã của nó là 9V023. 9V023 nhá. Xem tại cái áo phông đi ạ. Áo phông à? Ok chị Nguyễn Hoàng Lan Trinh nhá. Áo phông à?
cho mọi người xem một mẫu váy jean nhá. Trên váy jean bên em thì rất nhiều luôn này. Ờ, cái này 1,5m mà cũng được nhá. Trên váy jean bên em rất nhiều luôn nhá. Chỉ hơn 100.000 thôi. Ờ, ok chị nhá. Ờ, xem mấy áo phông nhỉ. Chị Phương Thu muốn xem áo phông à? Ok, chị đợi em một lát nha. Em sẽ dơ cho chị xem một số. Chị nào muốn xem trên váy jean bò đây à? Em dơ cho chị xem một số trên váy jean đi nhá. Jean như em đang cầm này này có giá là 180k này. 180k có size SML nhá. Thì em đang cầm này có giá là 180k có size SML luôn ạ. Có hàng khuy ở giữa nhá. Vạt trước vạt sau này. Có giá là 180k mọi người ạ, có size SML nhá, màu xanh dương này. Ờ chân váy dáng chữ A mọi người nhá, dáng chữ A này. Ơ hơi khác, sao khác đấy. Ừ, khác mà. Ơ em tưởng là cái của chị. Trên váy jean bên em thì về rất nhiều luôn đấy ạ. Ờ, chị xem chị cao 1m mấy ạ? À chị ơi em cao 1m58 chị nhá. Em cao 1m58 ạ. Ờ chị cao bao nhiêu comment giúp em được không ạ? Chị cao bao nhiêu comment giúp em được không để em tư vấn cho chị nhá. Em cao 1m58. Em cho mọi người xem một mẫu chân váy jean nữa nhá. Chân váy jean này nhờ mặc 1,5m mà cũng được nhá, chưa qua đầu gối à, mặc cái này là mặc ngang ngang đùi. Mặc ngang đùi ạ. Cái như em đang cầm này thì có giá là 168.000 nhá. Mẫu này là 168.000 này. 168.000 có size SML ạ. Size SML nhá, đủ size SML. 168.000 mẫu này đấy ạ. Chỉ 168.000 thôi nhá. Chân váy bên em tầm từ 150 đến 180.000 một chiếc chân váy thôi ạ. Ở jean bên em rất nhiều luôn. Nhiều ơi. Các chị ơi, ai đang xem thì chia sẻ giúp em đi, bớt chút thời gian chia sẻ giúp em nhá. Lượt tương tác càng nhiều bên em sẽ càng giảm giá cho các chị nhiều hơn. Thế nên là các chị nhiệt tình chia sẻ giúp em đi ạ. Chị nào muốn xem áo phông nhở? Chị nào lúc nãy muốn xem áo phông giới thiệu áo phông cho chị này. Áo phông tay em đang cầm nhá, áo phông tay em đang cầm đây ạ, dáng rộng. Áo phông nhật em đang cầm dáng rộng, chất đẹp luôn các chị nhá. Giá là 160.000 thôi, giá sản phẩm này là 160.000 các chị nhá. Áo phông rất là rẻ luôn em, về rất là nhiều. Nếu các chị muốn xem thì comment nhiệt tình bên dưới giúp em. Các chị muốn xem thì comment nhiệt tình giúp em. Chị nào mà đang xem thì chia sẻ giúp em vào cơ hội các nhóm công khai nhá. Nhớ là chia sẻ vào cơ hội các nhóm công khai. Nhiều lượt tương tác hơn em sẽ càng giảm giá các chị hơn đấy ạ. Mua 5 sản phẩm em sẽ giảm 10% cho các chị nhá. Mua 5 sản phẩm em sẽ giảm giá cho các chị 10% luôn đấy ạ. Có rất là nhiều áo phông nhá. Chị nào muốn xem áo phông nhỉ? Áo phông này, áo phông có chữ đằng sau á chị nhá, áo phông có chữ đằng sau. Sản phẩm này có giá là 168.000 thôi, có chữ đằng sau á chị nhá. Dáng rộng, mặc với quần sóc này, các chị mặc quần sóc là đóng thùng với chân váy jean nhá thì mặc rất là xinh luôn. À, sản phẩm này có giá là 168.000 thôi các chị nhá, 168.000. Chân váy jean là bao nhiêu chị ơi? Chân váy jean em giá chỉ hơn 100.000 thôi. Chân váy jean em giá chỉ hơn 100.000 thôi nhá chị ơi, đây này. Chân váy jean em cầm đây nhá, giá là 100, đợi em chút chị nhá, 168.000. Các chị ơi chia sẻ đi ạ. Mua 5 sản phẩm để em giảm 10% nhá các chị nhá. Mua 5 sản phẩm em giảm 10% nhá các chị ạ. Như sản phẩm ở chân váy jean em đang cầm này giá là 168.000 các chị nhá. 168.000 thôi, rất là rẻ. Chị nào muốn mua gì thì comment nhiệt tình bên dưới giúp em. À, nhớ là phải chia sẻ trước khi comment nhá. Nếu mà các chị chia sẻ bên em sẽ giảm giá cho các chị đấy ạ. Các chị chia sẻ bên em giảm giá các chị nhá. Cứ mua 5 sản phẩm em giảm 10%, chị nào mà chia sẻ càng nhiệt tình càng tốt ạ. 168.000 nữa nhá, có hàng khuy ạ. 168.000 có hàng khuy mà rất là xinh. Hai túi vạt lệch các chị nhá. 168.000. Có size cho người 66. Có size cho người 66 cân chị nhá. Nếu mà chị 66 cân chắc chị mặc vừa size L bên em ấy, tại form em rất là rộng. Chân form em rất là rộng, rộng các chị nhá. Nếu mà chị 66 cân thì chỉ có mặc thể mặc size L chị nhá. Mặc size L 50 cân bên em chỉ mặc size S thôi này, chị 66 cân chắc chị mặc vừa size L bên em. 50 cân bên em chỉ mặc size S này, 66 cân mặc vừa size L chị nhá. Chị mặc vừa size L bên em đấy ạ. Các chị ai đang xem thì chia sẻ giúp em và các hội các nhóm công khai trên Facebook nhá. Tại vì bên em cứ mua 5, các chị mà chia sẻ càng nhiều ấy, mua 5 sản phẩm em sẽ giảm 10% cho các chị. Chị nào mà càng chia sẻ bên em mới giảm giá các chị nhá. Nhớ là phải chia sẻ bên em mới giảm giá. Chị nào muốn xem áo phông thì comment nhiệt tình giúp em đi. Chị nào muốn xem áo phông chân váy jean hay là gì thì comment nhiệt tình giúp em nhá. Sản phẩm em đang cầm đây này, sản phẩm áo phông em đang cầm Adidas nhá. Năm nay hot mẫu này bên em về rất là nhiều luôn, nhưng mà khách buôn khách lẻ mua rất là nhanh, sản phẩm này.
giá chỉ 120.000, chất đẹp mát nhá. Các chị con mới thể mặc thành áo đôi đấy ạ. Áo đôi, áo gia đình đều được nhá. Áo đôi, áo gia đình đều được, giá là 120.000 đấy ạ. Chia sẻ là được giảm giá hả chị? Ok, chị Lan Trinh ơi, chị chia sẻ nhiệt tình lên ạ. Mua 5 sản phẩm em giảm 10% cho chị nhá. Các chị à, chị nhớ chia sẻ vào các hội các nhóm công khai giúp em nhá. Các hội các nhóm công khai trên Facebook càng nhiều càng tốt. Mua 5 sản phẩm em giảm 10% cho chị Lan Trinh nhá. Ờ, áo phông kiểu, ok, áo phông kiểu. Bây giờ em lấy mấy cái kiểu áo phông kiểu giúp chị với, chả kiểu là như nào kiểu. Khách là thế, rúm 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 ấy. Đấy. Đây là em đang nghĩ đây là kiểu. Chị à, Thanh Hồng ơi, chị Hồng Thanh ơi, áo phông kiểu này ạ, áo phông kiểu rúm rúm ở bên dưới chị nhá. Áo này có giá là 129.000 nhỉ? 120.000 chị nhá. Áo phông này 120.000, có cả màu trắng nữa, màu trắng, màu nâu, màu vàng, màu đỏ. Trắng, nâu, vàng, đỏ, đen các chị nhá. Giá chỉ 120.000 thôi ạ. Có vải Adidas không chị? À, bên em không có vải Adidas, có vải Gucci hoặc là vải có vải Gucci hoặc ILS thôi chị ơi. Không có Adidas chị ạ. Có áo Adidas thôi. À, áo Adidas thì rất là nhiều luôn. Áo Adidas chỉ từ 120.000 thôi. Như áo này em đang cầm này, 120.000 thôi chị ạ. À, chị Liên nhá. Chị Liên nhá, áo này 120.000 chị nhá. À, các chị đang xem thì chia sẻ giúp em đi. Chị nào đang xem thì chia sẻ giúp em đi ạ. À, mua 5 sản phẩm em giảm 10% cho chị nào mà chia sẻ càng nhiều càng tốt nhá. Mua 5 sản phẩm em giảm nhiều 10% cho chị nào càng chia sẻ càng nhiều càng tốt ạ. Chị nào muốn xem mặc thử áo phông này không ạ? Áo phông này rất là xinh nhá. Giá chỉ 120.000 thôi. Các chị ơi, ai muốn xem thì comment nhiệt tình bên dưới giúp em. Hôm nay hàng bên em về rất là nhiều, nếu mà các chị không xem thì rất là tiếc nha. Các chị có comment nhiệt tình giúp em nhá. Comment nhiệt tình giúp em, chị nào muốn xem gì bên em cũng cho xem hết ạ. Mẫu như em đang cầm này là 120.000 nhá. Áo phông xoắn eo này. Mặc cái này không lộ bụng đâu ạ. Ai béo cũng có thể mặc được nhá. 120.000 chất này là cực co giãn luôn ạ. Chỉ 120k một mẫu này thôi nhá. Có cả màu đen này, màu đen, màu vàng, màu đỏ và màu trắng nhá. Có 4 màu đen, vàng, đỏ, trắng ạ. À, cái gì? Lai áo gì? Lai áo đầm đi chị. Lai áo đầm đi chị. Chị ơi, áo đầm là áo gì chị nhờ? Áo đầm là áo gì chị ơi? Áo đầm á? Áo đầm là áo gì ta? Áo baby doll ạ. Các chị ơi, muốn xem thì comment nhiệt tình bên dưới giúp em đi. Xem thì comment nhiệt tình bên dưới giúp em nhá. Nhớ là phải comment nhiệt tình và chia sẻ và các hội các nhóm công khai giúp em để bên em còn giảm giá cho các chị nè. Các chị muốn xem chân váy jean không? Chân váy jean, quần jean ạ. Chân váy jean, quần jean nhá. Năm nay mốt theo hoa đấy các chị ơi. Như chân váy em đang cầm này có giá chỉ hơn 100.000 thôi. Quần jean này nhá, 185.000, quần jean 185, chất cực đẹp, chất rất là đẹp, co giãn chất đẹp các chị nhá, 185.000. 185.000 các chị ơi, comment nhiệt tình đi ạ. Nhớ là chia sẻ càng nhiều càng tốt nhá. Chia sẻ càng nhiều càng tốt. Mua 5 sản phẩm em giảm 10% cho chị nào mà chia sẻ càng nhiều càng tốt ạ. Áo cho người béo đi em. Ok chị bao nhiêu cân chị nhỉ? À, chị Sơn Tùng ơi, chị bao nhiêu cân để em giới thiệu áo cho chị ạ. À, chị Sơn Tùng bao nhiêu cân nhỉ? Chân váy nhiêu ạ? Chị ơi, chân váy nè. Chân váy này đúng không ạ? Chân váy này 200.000 chị nhá. À không, có 186.000 thôi. 186.000. Em nhầm nhá, chân váy này 186.000 chị nhá. Áo chị mặc có bán không? Áo em mặc có bán chị ơi, áo em mặc có bán nhá. Giá chỉ hơn 100.000 thôi, áo em mặc có bán chị nhá. Giá chắc là 100 bao nhiêu đấy biết? 168.000. 168.000 đó chị nhá. Có đính hạt cườm đấy ạ, có đính hạt cườm mở hình con hươu nhá, 168.000 chị ạ. Áo caro, áo caro, áo bích. Caro gì? Áo em đang mặc. Áo đấy là caro à? Áo sọc, áo sọc. À, chị Thanh Hồng ơi, chị Thanh Hồng ơi, chị muốn xem thì comment rõ giúp em nhá. Xem gì thì comment rõ giúp em. Hôm nay em sẽ like rất là nhiều mẫu áo phông mới về, rất là rẻ luôn, chỉ hơn 100.000 một chiếc thôi. Em giới cho mọi người xem một số mẫu áo phông cho người béo nhá. Cái này phông cực rộng luôn này, phông cực rộng luôn, 70 cân mà cũng vừa nhá. Giá chỉ 160.000 một chiếc thôi ạ. Chỉ 160.000 nhá. Phông cực rộng luôn, áo phông màu trắng nhá. Có cả màu đen luôn ạ, có cả màu đen nhá. Giá chỉ 160.000 một chiếc thôi nhá. Chỉ 160.000 thôi ạ. Phong cực rộng luôn này, 70 cân mà cũng vừa, 70 cân mà cũng vừa mấy mẫu này nhá. Chân này cực đẹp luôn, có cả in đằng sau nữa, in đằng sau cực xinh luôn này. Có họa tiết đằng sau nữa nhá. Cái như em đang cầm này là 178.000 này. Form rộng mọi người nhá. Áo này là không có sai mã của nó là 9A016. 9A016 mẫu này nhá. Áo form rộng này 70 cân mà cũng vừa đấy ạ. Có hai mặt luôn nhá, mặt trước mặt sau này rất xinh luôn đấy ạ. Các
chị ơi chia sẻ đi ạ, chia sẻ giúp em nhá. Nhớ là chia sẻ giúp em càng nhiều càng tốt. Đến bên em thì mua 5 sản phẩm em sẽ giảm 10% cho chị nào mà càng chia sẻ càng nhiều càng tốt nhá. Có rất là nhiều mẫu áo phông mới về, em cho các chị xem này. Áo phông giảm rộng nhá, áo phông giảm rộng này bên em có giá chỉ 138.000, chất rất là đẹp luôn các chị ạ. Chất đẹp luôn cho các chị nhá, giá chỉ 138.000 thôi, rất là rẻ, 138.000 nhá. Áo này 138.000, chị nào muốn xem thì comment nhiệt tình bên dưới giúp em. Ai muốn xem thì comment nhiệt tình bên dưới giúp em giới thiệu sản phẩm cho các chị về xem nhá. Hàng mới về rất là nhiều, hàng mới về rất là nhiều luôn các chị ơi. Cứ mua 5 sản phẩm em giảm 10% cho chị nào mà càng chia sẻ càng nhiều còn tốt nhá. Chị nào chia sẻ càng nhiều còn tốt, mua 5 sản phẩm em giảm 10% cho các chị ạ. Chị nào mà chia sẻ với em mới giảm giá nhá, nhớ là chia sẻ với em mới giảm giá nhá. Các chị ơi, ai muốn xem thì comment nhiệt tình giúp em ạ. Áo phông em về rất là nhiều. Áo phông rúm ở bên dưới này. Áo phông rúm ở bên dưới nhá. Áo phông này có giá là... Đó, quá. Áo phông này giá là 120.000 nhá. Mặc thử áo phông em xem mới. Sợ dài quá. Chị Thảo Phương ơi, chị muốn xem mẫu áo phông nào ạ? Có rất là nhiều mẫu áo phông nhá. Chị muốn em thử áo phông nào chị nhỏ? Có rất là nhiều mẫu áo phông nhá. À, crop top em cũng có chị ơi, dáng rộng này thì nó hơi kiểu thùng thùng một chút, các chị sơ vin vào là vừa, sơ vin vào là vừa nhá. Hoặc là chị nào muốn mặc áo thụng với quần legging nhá, đều rất là xinh nhá, nhìn rất là khỏe khoắn luôn. Như áo em đang cầm này, áo em đang cầm, áo chữ em đang cầm nhá, chất đẹp luôn cho các chị. 158.000 mua 5 cái giảm 10%, mua 5 sản phẩm giảm 10% cho các chị nhá. Các chị comment nhiệt tình và chia sẻ nhiệt tình giúp em nhá, nhớ là phải chia sẻ với em mới giảm giá cho các chị nhá. Chị Lan Trinh ơi, chị muốn xem gì nữa comment giúp em đi ạ. Chị Lan Trinh muốn xem gì comment nhiệt tình giúp em nhá. Bên em đang có rất là nhiều ưu đãi cho các chị mà. Các chị cứ chia sẻ đi ạ, chia sẻ giúp em nhá. Mua 5 sản phẩm em giảm 10% cho chị nào mà càng chia sẻ càng nhiều càng tốt. Thế nên là các chị đang xem thì cứ chia sẻ giúp em nhá. Vải xuông đi em. Ok chị Mai Bé, ok chị Mai Bé. Bên em like vải xuông cho chị xem nhá. Vải xuông bên em đây nhá. Vải xuông chỉ có giá của nó chỉ tầm từ 190-280.000 một chiếc thôi nhá. Váy xuông như em đang cầm này thì có giá là 198.000 ạ. Mã của nó là 8V094 nhá. 8V094 này. Và váy xuông sọc này em với tại em váy xuông sọc à. Váy xuông sọc khi nãy à. Ok chị, váy xuông màu à. Chị Thùy ơi, chị mặc đi. Váy nào đấy? Đây. Chất này đây em. Không, em thích chất kia hơn. Giới thiệu nhiều lắm. Xuông đẹp đẹp để đi cưới à? Xuông đẹp đẹp để đi cưới à? Mẫu gì đi cưới được nhỉ? Áo phông cho người 60 cân nhưng chỉ mặc đến cạp quần thôi. Em không thích dáng dài quá. Chị Thảo Phương ơi, chị cao bao nhiêu cân ạ? Chị cao bao nhiêu cân comment giúp em được không ạ? À quên, nặng bao nhiêu cân chứ? Nặng bao nhiêu cân em nhầm? Cao bao nhiêu cân? Lộn, em lộn. Em giới thiệu cho mọi người xem mẫu váy phông xuông nhá. Váy phông bên em có rất nhiều các mẫu luôn này. Váy phông boy cotton nhá. Cái này thì có giá là 180.000 thôi ạ. Chỉ 180.000 một mẫu này thôi nhá. Có cả màu trắng và màu be nữa ạ. Giá của nó là 180.000 nhá. Chất này cực mát luôn ạ. Váy phông nhá, váy phông dáng xuông này. Bầu bì mặc được hết ạ. Giá chỉ 180.000 thôi nhá. Mã của nó là 9V087 ạ. 22 người đang xem thì muốn xem gì comment bên dưới giúp em nhá. 24 người đang xem ạ. Xuông đi cưới thì bên em chưa về nhiều, chị Mai Bé nhá. Xuông váy đi cưới thì bên em chưa về nhiều. Hầu như là toàn váy phông mát mặc ở nhà thôi ạ. Hầu như là váy phông mát là mặc ở nhà nhá. Cao 1m62 ạ. Cao 1m62, nặng 55 cân ạ. Mặc đến cạp quần thôi ạ chị. 1m62, nặng 55 cân, mặc đến cặp quần ạ. Ok chị. Mặc đến cặp quần. Phong bên em thì rất nhiều luôn. Rất nhiều các mẫu phong nhá. Ai vào nói hộ gái làm sao bây giờ. Chị Nguyễn Lan Trinh ơi, chị muốn xem mẫu gì comment bên dưới giúp em nhá. Chị muốn xem mẫu gì thì hãy comment bên dưới giúp em đi ạ. Làm sao bây giờ?
Em giới thiệu cho mọi người xem một mẫu áo phông dáng rộng nữa này. Áo phông dáng rộng này như em đang cầm này có giá là 158.000 nhá. Chất này rất đẹp luôn. Phông rộng nhá, phông rộng này. Các chị có thể mặc ở đến nếu mà cao thì cầm tạo mặc đến cặp quần nhá. Cái này mặc đến cặp quần. 158.000 một mẫu này thôi ạ, phông rộng nhá. Chất này rất đẹp luôn ạ. Chất này rất đẹp luôn mọi người nhá. Giá chỉ 158.000. Chị nào muốn xem cái này đấy? Các chị ơi, ai muốn xem váy kẻ sọc này, váy kẻ sọc này bên em bán rất là hot nhá. Chị nào mà cũng không muốn mặc dáng suông thì có thể thắt đai ở đây này, không muốn mặc dáng suông có thể thắt đai ở đây nhá. Váy này có giá là 200 mốt thôi các chị ạ, à, bầu bí bon chen được từ 60 cân trở xuống thôi em nhá, 60 cân trở xuống thôi em là mặc được các chị ạ. À. Em thử cho chị xem mấy cái quần jean dài sách đi. Mấy quần jean dài đấy? Chị ơi, quần jean giải rách hôm nay bên em chủ yếu là váy về áo phông thôi chị ạ. Nếu mà chị muốn xem quần jean thì em mời chị qua shop em xem đồ nhá. Có rất là nhiều mẫu đấy chị ạ. Chị Lan Trinh ơi, chị hỏi mẫu nào đây ạ? À? Mẫu vặn sọc bọc là cao 1m58, nặng 48 cân nhá. Mẫu này là cao 1m58, nặng 48 cân ạ. À. Mọi người ấn chừng giúp em nhá. Mẫu mặc váy sọc cao 1m58, nặng 48 cân ạ. À. Mẫu này mặc bầu bì bon chen được các chị nhá, dáng suông mặc rất là thoải mái luôn, các chị đi chơi hay ở nhà đều mặc được hết ạ. À. Thích em muốn lấy áo bông. Bông gấu dạng ngắn vải mà chị không tìm thấy, không biết được. Chị ơi, chị comment rõ giúp em nhá, nó màu gì nhá. Comment rõ giúp em là áo đấy màu gì giúp em nhá. Các chị ơi, em muốn xem thì comment nhiệt tình giúp em với ạ. À. Như mẫu em đang mặc có giá chỉ 200 mốt thôi các chị này. À, mẫu em đang mặc giá 200 mốt nhưng bầu bì bon chen được hết 60 cân trở xuống mặc được các chị ạ. 60 cân trở xuống này mặc được các chị nhá, giá là 200 mốt, 200 mốt thôi. Chị nào muốn xem thì vải gì à? Vậy vải này, à, chị đang chị, vải này là vải thô mềm rất là mềm luôn nhá, không nhăn, thô mềm không nhăn các chị ạ. Vải này vải thô mềm không nhăn nhá, mặc rất là mát luôn, thoải mái luôn đấy, bầu bì mặc được nhá. Chị nào mà béo một chút mà lại càng xinh các chị nhá, không bị lộ bụng đâu ạ, tại vì nó là dáng rộng nên không lo bị lộ bụng đâu các chị nhá. Ơi chị Thảo Phương, cửa hàng ở đâu mình qua thử. À chị Thảo Phương ơi, hiện tại thì em online ở cơ sở 195 phố Huế, shop Phương Tokyo nhá. Bên em có 5 cơ sở chị ạ. Con có 5 cơ sở ở Hà Nội chị nhá. Hiện tại thì em online ở cơ sở 195 phố Huế, vẫn đang còn 4 cơ sở nữa là 246 Bà Triệu, 246 Cầu Giấy, 312 Nguyễn Trãi và 76 Lê Lợi chị nhá. Chị ở gần đâu thì em mời chị qua shop em xem đồ ạ. Các chị muốn xem váy suông không ạ? À? Váy suông đôi cá nhá, váy suông đôi cá có rất là nhiều luôn. Nhưng mẫu váy suông đôi cá em đang cầm này có giá chỉ hơn 100.000 thôi. 198.000 nhá, 198.000 đấy các chị ạ. Chất rất là đẹp luôn, có đính hạt cườm ở đằng trước nhá. Nhìn rất là óng ánh, rất là xinh, giá chỉ 198.000 thôi. À, chị có ship Shopee không? Chị Lan Trinh ơi, bên em không ship Shopee chị ạ. Bên em đặt cửa hàng trực tiếp nhá. Cửa hàng mà bán trực tiếp luôn. Bên em chỉ like cho những chị nào mà muốn xem sản phẩm trực tiếp bên em thì bên em cho xem thôi ạ. Chị bên em không bán hàng qua Shopee chị nhá. Không có bán hàng qua Shopee đâu ạ. Chị nào muốn xem thì comment nhiệt tình bên dưới giúp em bán hàng qua livestream đi ạ. Bên em bán hàng qua livestream các chị nhá, không có bán hàng qua Shopee. Chị nào muốn mua gì thì comment bên dưới, chụp màn hình và gửi hàng qua inbox giúp em. Ship nội thành Hà Nội bên em ship là 30.000 thôi các chị nhá. Ship nội thành Hà Nội bên em ship là 30.000, ngoại thành là tầm 30-40.000 tùy thuộc ạ. À. Chị nào muốn xem thì comment giúp em đi ạ. À. Ai muốn xem thì comment giúp em nhá. Các chị nhớ là phải chia sẻ trước cái comment giúp em ạ. À. Chia sẻ trước cái comment nhá. Thì lượng tương tác nhiều hơn em sẽ càng giảm giá các chị nhiều hơn đấy ạ. À. Tại ship cho đỡ tiền á, em ở Đà Nẵng lận đi. À, vâng chị Lan Trinh ơi, nhưng mà bên em không có bán qua Shopee chị ạ. Không có bán qua Shopee chị Lan Trinh nhá. Bên em ship CO, ship code thì ạ. Bên em có ship code chị ạ, không bán hàng qua Shopee nhá. Ship code thì tầm 30-40.000 chị ạ. Ship code bên em bán tầm 30, từ tầm 30-40.000 nhá. Tùy thuộc cái chị Lan Trinh ạ. Các chị muốn xem vải suông nữa không ạ? Vải suông rất là nhiều luôn. Vải suông tay em đang cầm này, 198.000 các chị nhá. Váy suông Mickey tay em đang cầm giá chỉ hơn 100.000 thôi, 198.000. Các chị có thể mặc ở nhà, mặc đi chơi buổi tối đều rất là xinh nhá. Tại vì nó có ống tay nên nhìn rất là lịch sự luôn. Cho em xem quần boy với. À, chị Thảo Tít đây, bên em cũng có quần boy. Chị Thảo Tít đây, bên em chưa về quần boy, chị Thảo Tít nhá. Bên em chưa có về quần boy đây, chị Thảo Tít ạ. À. À, chị ơi, ship nếu mà ship Đà Nẵng thì tầm 30-40k một đơn, tùy theo cân nặng hàng hóa của chị mua hàng nhá. Tầm 30-40k một đơn thôi ạ. À. Và ship nội thành thì bên em cũng 30-30k một đơn thôi chị ạ. À.
đấy là giá trung bình rồi đấy ạ. Em giới thiệu cho mọi người xem một mẫu áo phông xoắn nhá. Áo phông xoắn này chất này rất mát luôn, chỉ 138.000 thôi ạ. 138.000 mẫu như em đang cầm nhá. Phông xoắn xoắn ở bên hông nhá. Xoắn ở bên hông này, xoắn eo đấy ạ. Có giá là 138.000, có hai mẫu như em đang cầm này nhá. Hai mẫu như em đang cầm này chị Thảo thích ơi, quần boy bên em thì không có nhá. Bên em không có quần boy đâu ạ. Mẫu này cực xinh luôn nhá. Chỉ 138.000, có hai màu là đen và trắng. Đen trắng 15 phút nữa cơ. Đen và trắng nhá, có giá là 138.000 này. Ờ. Chị cứ đi ạ. Ơ chị cứ không đi, chị đi qua không sao đâu ạ. Em đi thì đã rồi mà. Lấy em cái đầm sọc đi chị. Chị lên okay. Trên ơi, chị lấy mẫu đấy để inbox vào số em mã 9V023 nhá. Inbox vào số em mã 9V023 màu đen. Inbox vào số em mã 9V023 màu đen ạ. Màu đen chưa? Màu đen, màu đỏ, màu trắng, có 3 màu đen, đỏ trắng. Ui 10% kìa. Đấy, sạc pin cái. Chị Lan Trinh ơi, chị có đang xem like không ạ? Nếu mà chị lấy màu đấy thì inbox cho số em mã 9V023 giúp em nhá. Mã 9V023 giúp em màu đen ạ. 9V023 màu đen nhá, giá của nó là 21 ạ. Em giới thiệu, em đưa lại cho mọi người xem 1-2 mẫu áo phông xoắn hông nhá. Giá của nó là 138.000, có cả màu đen và màu đỏ nữa ạ. Đen và đỏ nhá, giá là 138k. Các chị ơi, em muốn xem gì comment nhiệt tình giúp em đi. Muốn xem gì comment nhiệt tình giúp em này. Bên em vẫn giới thiệu sản phẩm các chị nhá. Vải tốt không? Vải đẹp nhá chị ơi, hàng Quảng Châu vải đẹp luôn ạ. Hàng Quảng Châu vải đẹp cho chị nhá. Chất rất là mềm luôn. Đây em cho chị xem kỹ này. Đây nhá. Chất mềm nhá, chất thô mềm ạ. Chất thô mềm luôn, mặc rất là mát chị Lan Trinh ạ. Chất thô mềm mà rất là mát chị Lan Trinh nhá. Có rất là nhiều sản phẩm mới về bên em nên chị nào muốn xem thì comment nhiệt tình bên dưới giúp em nhá. Em giới thiệu áo hình da báo này. Áo da báo này, áo này có giá là 160.000 các chị nhá. 160.000, áo này bên em bán rất là chạy luôn đấy ạ. Có đầm mà mặc được mà vải dài qua gối. Ai chị Uyên Uyên ơi, đầm em đang mặc là cũng dài, dài đến đầu gối luôn, dài đến đầu gối luôn. Dáng rộng, đầm bầu mặc được chị nhá. Đây ạ. Bầu bí mặc được chị nhá. Rất là rộng luôn, rất là rộng luôn. Bầu bí mặc được ạ, đến đầu gối nhá. Em mặc đến đầu gối chị Uyên Uyên nhá. Em mặc đến đầu gối đây này. Bầu bí mặc được hết chị nhá. Giá là 201 thôi chị ạ. Chất rất là mát, chất rất là mát. Mặc cũng rất là lịch sự nhá. Mà là còn điệu nữa, dáng đuôi cá chị nhá. Mặc vừa đến đầu gối luôn, bầu bí mặc được hết đấy các chị ạ. Bầu bí mặc được hết nhá, dáng rộng luôn. Em cho chị xem này, dáng rộng. Bầu bí mặc được chị Lan, chị Uyên Trinh nhá. Chị Uyên Uyên nhá. Chị nào muốn xem áo phông này không nhỉ? Áo phông này em bán rất là chạy nè. Áo phông vải chất là mềm, mặc rất là mát luôn, mà rất là mát. Vải mềm mặc mát, áo phông này có giá là 160.000 các chị nhá. 160.000 thôi ạ. Chị nào muốn xem thì comment nhiệt tình bên dưới giúp em đi. Ai muốn xem thì comment nhiệt tình bên dưới giúp em để bên em giới thiệu nhiều sản phẩm mới về bên em nhé các chị xem nhá. Có rất là nhiều sản phẩm mới về các chị ạ. Thế là các chị có comment nhiệt tình bên dưới, bên sẽ giới thiệu các chị xem đồ nhá. Chị không xem à? Máy chị hết pin rồi. Chị 77% hết. Không, tí nữa đâu sạc. Sạc kia, đầy sạc, em có sạc, con Huyền có sạc. Chị lâu hết sạc. Các chị ơi, các chị muốn xem áo phông điệu không nhỉ? Áo phông trắng điệu nhá, có đỏ và đen nữa. Áo này bên em giá là 138.000 thôi, mặc rất là xinh, cực kỳ điệu luôn, bán hàng rất là bán. Áo này rất là chạy nhá, bán áo này cực kỳ chạy nhá. Áo phông nhũ, có đính cườm này, rúm bên dưới nhá, mà rất là xinh. Em gai cái đầm trắng sau lưng đi ạ. Ok chị. Có kiểu khác không? Có rất là nhiều kiểu chị Uyên Uyên ạ. Nếu mà chị ở Hà Nội em mời chị qua sau em xem đồ chị Uyên nhá. Có rất là nhiều kiểu. Chị like đầm trắng sau lưng đi ạ. Ok chị, đầm trắng sau lưng em đúng không? Em cho chị xem đầm trắng sau lưng em đây nhá. Có phải đầm này không chị nhỏ? Chắc là đầm đuôi cá này rồi. Chị Uyên Uyên ơi, chị muốn mua đầm đuôi cá này không? Có cả đầm đuôi cá này, em giới thiệu cho cả chị Lan Trinh và chị Uyên Uyên nhá. Em giới thiệu các chị nhá. Các chị ơi, ai muốn xem thì có comment nhìn tình bên dưới giúp em sẽ giới thiệu cho từng chị một nhá. Giới thiệu các sản phẩm cho các chị từng chị một nhá. Mẫu váy phông này ạ. Mẫu váy phông này chất thái nhá, chất phông thái nhá. Chất phông thái mặc rất là đẹp luôn, chất xịn này ạ. Em đảm bảo với các chị chất này chất đẹp nhá. Có màu hồng, màu trắng, màu xanh. Mẫu này giá là 280.000 đuôi cá các chị nhá. Mặc cực kỳ xinh luôn, 280.000 luôn ạ. Tiền nào của đấy nhá, chất rất là đẹp.
280.000 nhá chị nhá. Các chị không phải lo đâu ạ. Chắc rất là đẹp, 280.000, bầu bí mặc được chị Uyên Uyên nhá. Bầu bí mặc được chị Uyên Uyên nhá. Em giới thiệu cho mọi người xem một mẫu váy dáng suông nữa nhá. Cái này bầu bí cũng mặc được đấy ạ. Cái này bầu bí cũng mặc được nhá. Chị Uyên Uyên muốn mặc thử à? Chị Uyên Uyên muốn mặc thử kìa. Ok chị nhá, hãy theo dõi livestream của em này, em sẽ cho mẫu mặc thử cho chị ạ. Hãy theo dõi livestream của em nhá. Em giới thiệu cho các chị xem một mẫu váy suông nữa này, váy chất là chất thêu mềm nhá. Giá của nó cũng chỉ 201 thôi ạ. Mẫu như em đang cầm này là 201 mọi người nhá. Có dài qua gối không ạ? Chị Uyên Uyên ơi, cái đấy có dài qua gối nhá. Có dài qua gối chị ạ, có cả màu đen và màu hồng, màu xanh, màu trắng nhá. Đen, hồng, xanh, trắng. Cái như em đang cầm này thì có 3 màu nhá. Màu đen, màu xanh và màu đỏ này. Giá của nó là 201 nhá. Mẫu này có giá là 201 ạ. Chỉ 201 mẫu này thôi nhá. Mã của nó là 9B011 nhá. Mã là 9B011 ạ. Cái này bầu bí đều mặc được nhá. Chất này cực rộng luôn này. Chị Lan Trinh muốn xem mẫu này. Chị có đang xem like của em không ạ? Mẫu nhi đang cầm này cũng là cực hot luôn nhá. Dáng đuôi cá tay bèo này. Sọc kẻ mọi người nhá. Sọc kẻ màu đen này. Chị mặc thử đi ạ. Chị Uyên Uyên ơi, em cho mẫu thử cái váy trắng rồi đấy, chị cứ xem like của bên em đi nhá. Lát mẫu sẽ thử cho chị xem, em cho mẫu thử rồi lại chị thử em một lát nhá. Hãy theo dõi livestream của em ạ. Mẫu như em đang cầm này cũng là một mẫu váy dáng suông nhá, bầu bí đều mặc được hết này, cực rộng luôn. Không qua đầu gối à? Em tưởng cái đấy qua đầu gối cơ. Mẫu như em đang cầm này là 201 rồi nhá, bầu bí mặc được hết ạ. Chị Uyên Uyên ơi, chị Uyên Uyên có đang xem không? Em thử cho chị xem này. Váy này giá là 280.000 nhá. Có hồng trắng xanh chị ạ, hồng trắng xanh chị nhá. Mẫu này có giá là 280.000 chị Uyên nhá. Bầu bí mặc được này, rất là thoải mái nhá. Bầu bí mặc được các chị nhá. Bầu bí mặc được hết ạ. Đến đầu gối nhá. Xòe đuôi cá đến đầu gối các chị ạ. Giá là 280.000, chất phong thái rất là đẹp, chất phong thái các chị nhá. Mặc rất là xinh luôn. Có giá là 280.000 các chị nhá. Mẫu này mặc rất là xinh, rất là dễ mặc. Chị em nào mà mặc đi chơi buổi tối hoặc là đi chơi cũng đều rất là lịch sự nhá. Các chị có thể đi với giày thể thao hoặc giày cao dép cao gót được nhá. Giày thể thao hay dép cao gót đều hợp nhá, tại vì ở đây là váy phông. Dáng điệu các chị ạ, có đuôi cá nhá, vừa đến đầu gối luôn. Bầu bí mặc được chị Uyên Uyên ạ, bầu bí mặc được chị Uyên Uyên nhá. Cái này nó cũng vừa đến đầu gối chị ạ, cái này nó cũng vừa đến đầu gối chị Uyên Uyên nhá. Nếu mà có chị muốn xem đồ thì qua shop em xem đồ, tại vì còn rất là nhiều mẫu váy chị ạ. Chị Thỏ Ki Sui B không có zoom chị nhá, zoom em thì không có đâu ạ. Hầu như là toàn dáng suông, dáng váy phông mát. Còn zoom bên em thì không có nhá. Em giới thiệu cho mọi người xem một mẫu áo phông Adidas nhá. Áo phông Adidas này thì em đang cầm này có cả màu trắng và màu đen nữa ạ. Giá của nó là 155.000 nhá. Chỉ 155.000 thôi ạ. Áo phông Adidas chất này cực đẹp luôn ạ. Màu này là màu kiểu Màu lòng tôm nhá. Màu hơi hơi đỏ một tí. Có giá là 155.000. Mã của nó là 9A077 nhá. 9A077 này. Áo phông Adidas này có cả màu trắng và màu đen nữa ạ. Có 3 màu trắng đen đỏ nhá. Giá của nó là 155.000. Phông bên em rất nhiều luôn. Các chị muốn xem kỹ hơn thì hãy qua trực tiếp shop Phương Tokyo nhá. Muốn xem được nhiều mẫu hơn thì hãy qua trực tiếp các shop của các cơ sở của shop em nhá. Em cho các chị xem một mẫu áo phông Chanel này nữa. Năm nay thì Chanel hay Gucci cũng cực hot luôn ạ. Mẫu nhiên đang cầm này có giá là 138.000 nhá. 138.000, mẫu này có cả màu đen nữa. Mẫu này có cả màu đen nữa mọi người nhá. Chỉ 138.000 một mẫu này thôi ạ. Chân này cũng rất mát luôn nhá. Form rộng này, form rộng tầm 60 cân đổ xuống mặc vừa nhá. Chân này là tầm 60 cân đổ xuống mặc vừa. Form cực rộng luôn. Mọi người muốn xem váy phông nữa không ạ? Em giới thiệu mọi người xem một mẫu váy phông nhá. Váy phông này, váy phông hình 21. Hình số 21, cái này có hai màu là đen và trắng như em đang cầm.
có giá là 198.000 nhá. 198.000 mẫu này, một mẫu này thôi ạ. Giá của nó là 198.000 nhá. Em chào chị Ngọc Ngân ạ. Chào chị Ngọc Ngân nhá. Mẫu như em đang cầm này là có giá là 198.000 này, có hai màu là đen và trắng nhá. Dáng đuôi cá này. Dáng đuôi cá mọi người nhá. Ai cao tầm 1m6. 1m6 trở lên là mặc thành kiểu áo dáng áo nhá. Còn 1m6 trở xuống chắc là tầm mặc thành dáng váy. Cái này có giá là 198.000, có hai màu đen trắng nhá. Váy phông số 21, cực xinh luôn ạ. Mọi người ơi, còn mọi người cũng muốn xem gì nữa không ạ? Mọi người có muốn xem gì nữa không ạ? Comment bên dưới đi ạ. Và mọi người có muốn xem gì thì comment cho em xin ý kiến với ạ. Nếu mà mọi người không muốn xem gì thì em xin kết thúc livestream ở đây nhá. Mọi người có muốn xem gì nữa không ạ? Nếu mà không muốn xem gì thì em xin kết thúc livestream ở đây nhá. Hẹn mọi người 3 giờ ngày mai ạ. Hẹn mọi người 3 giờ ngày mai vào page của Xuất Phương Tokyo để xem live của bên em nữa nhá. Ngày nào bên em cũng like, ngày nào cũng bên em cũng like và chơi mini game. Hôm nay đã có hai người bên em trúng mini game và được nhận quà rồi. Mọi người Zoom mà chị Thảo Cusi ơi, Zoom bên em thì không có chị nhá. Zoom bên em thì không có đâu ạ. Toàn là các bộ váy phông và áo phông thôi. Còn Zoom bên em thì không có nhá. Bây giờ thì em xin kết thúc livestream ở đây. Hẹn mọi người 3 giờ chiều ngày mai vào shop Phương Tokyo để xem live và chơi mini game cùng shop em nhá. Cảm ơn mọi người đã xem livestream của B195 phố Phương Tokyo ạ. Cảm ơn mọi người đã xem nhá. Em chào mọi người ạ.